được bắt đầu. Chào mừng các quý vị đại biểu, các bạn đại biểu tài năng trẻ đã tham dự diễn đàn bồi dưỡng chăm lo và phát huy tài năng trẻ Việt Nam tại Bộ Tài nguyên Môi trường ngày hôm nay. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các bạn đại biểu tham dự Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ 3. Trong không khí hân hoan chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ 3 với chủ đề Khát vọng Việt Nam được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức trong 2 ngày 12 và ngày 13 tháng 12 năm 2020. Đại hội quy tụ 400 đại biểu tài năng trẻ Việt Nam trên mọi miền đất nước, trong và ngoài nước, đại diện tiêu biểu cho trí tuệ và tài năng của tuổi trẻ Việt Nam trên các lĩnh vực công tác, học tập tham dự. Đại hội là diễn đàn, là nơi giao lưu, tập hợp, kết nối đội ngũ tài năng trẻ Việt Nam trong và ngoài nước với mục tiêu là đoàn kết, phát huy trí tuệ, tài năng xây dựng và phát triển đất nước. Trong khuôn khổ hoạt động của Đại hội Tài năng trẻ lần thứ 3 năm 2020, trong buổi sáng ngày hôm nay, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức 5 diễn đàn bồi dưỡng chăm lo và phát huy tài năng trẻ Việt Nam tại Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Khoa học Công nghệ, Viện Đại học Mở, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Đồng thời các diễn đàn được phát trực tuyến trên các fanpage của Cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn, Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Học viện Thanh thiếu niên. Ban tổ chức hy vọng đây sẽ là dịp để các tài năng trẻ tiêu biểu tham dự đại hội cùng giao lưu, trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn, đóng góp các ý kiến và kiến nghị cụ thể với Đảng và Nhà nước về việc phát hiện, thúc đẩy, bồi dưỡng và phát huy hiệu quả các tài năng đặc biệt và các tài năng trẻ, đồng thời có những chia sẻ thúc đẩy các bạn đoàn viên, thanh thiếu niên rèn luyện và phát huy tài năng trong các lĩnh vực. Qua đó sẽ góp phần thực hiện thành công các chủ trương của Đảng, Nhà nước trong xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay, nhất là việc phát triển nguồn nhân lực đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh nền công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ. Đến dự với diễn đàn hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu sự tham dự của các đồng chí đại biểu. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Thị Giáng Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị. Trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Thanh Tú, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Quang Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường. Xin được trân trọng giới thiệu các đồng chí là lãnh đạo các bộ, các ban, đơn vị Trung ương Đoàn, các cơ quan Trung ương, các đồng chí là phóng viên cơ quan thông tấn báo chí Trung ương Đoàn đến tham dự và đưa tin. Và đặc biệt xin được chào mừng sự có mặt của tất cả các đại biểu Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ 3 năm 2020 đến tham dự diễn đàn bồi dưỡng chăm lo và phát huy tài năng trẻ Việt Nam tại Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày hôm nay. Sau đây, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời các đồng chí chủ trì diễn đàn, đồng chí Đào Văn Tú, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Lâm sàng Bệnh viện K. Đồng chí Lư Văn Tuyên, Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La. Đồng chí Hà Đăng Quyền, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Phú Thọ, Bí thư Đoàn Công ty Cổ phần Gạch Men Tasa. Kính thưa quý vị và đại biểu, để bắt đầu diễn đàn bồi dưỡng chăm lo và phát huy tài năng trẻ Việt Nam, mời quý vị đại biểu và các bạn đại biểu cùng hướng lên màn hình để theo dõi phóng sự đề dẫn do ban tổ chức đã chuẩn bị. Xin mời bộ. Hiện tài là nguyên khí của quốc gia, câu nói của thân nhân Trung, danh sĩ Việt Nam thời hậu Lê, được khắc vào bia tiến sĩ đầu tiên trong văn miếu Quốc Tử Giám, đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Nhân tài luôn là vấn đề đặt ra ở mọi thời đại, mọi quốc gia, kể cả các nước phát triển hàng đầu thế giới, cho đến các nước đang phát triển hay kém phát triển. Sự khác biệt chỉ là về chiến lược, chính sách chăm lo, bồi dưỡng và phát huy nguồn nhân lực tài năng để thực hiện mục tiêu phát triển đất nước ở mỗi giai đoạn, mỗi quốc gia như thế nào. Nguồn hình thành nên các nhân tài bắt đầu từ các thanh thiếu nhi năng khiếu, giỏi và tài năng. Chúng ta có thể thấy kinh nghiệm từ một số nước tiêu biểu trên thế giới. Trung Quốc những năm 1970 là một quốc gia lớn, chiếm 1/6 dân số thế giới. Song, Trung Quốc vẫn là một nước lạc hậu. Phải đến năm 1978, nhờ đường lối cải cách mạnh mẽ, đầu tư phát triển nguồn nhân lực trẻ tài năng với quan điểm tôn trọng trí thức, tôn trọng nhân tài, kế sách trăm năm chấn hưng đất nước để phát hiện và chọn được những người thực sự tài năng trong một lĩnh vực cụ thể. Trung Quốc không chỉ dựa vào bằng cấp để đánh giá tài năng, mà ở mỗi cấp đều thông qua giới thiệu, đề cử của quần chúng nhân dân và qua một hội đồng tuyển chọn nhân tài.
Nhật Bản là nước bại trận sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, nền kinh tế kiệt quệ cộng với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, hầu như không có tài nguyên, khoáng sản. Nhật Bản rất sớm chú trọng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, đó là bồi dưỡng nhân tài, nhất là nhân tài về quản lý, nhằm cạnh tranh thu hút nhân lực tài năng với các quốc gia khác. Nhật Bản tăng cường số học bổng để thu hút cán bộ trẻ có triển vọng sang đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, có chính sách ưu đãi về lương và điều kiện làm việc để thu hút số này sau khi đào tạo ở lại Nhật Bản làm việc. Mỹ những thập kỷ cuối thế kỷ 20 đã trở thành một cường quốc số 1 trên thế giới. Ngay từ những năm đầu thế kỷ 20, Mỹ đã quan tâm tới việc phát triển trẻ em năng khiếu bằng cách sử dụng bộ trắc nghiệm để đo chỉ số phát triển trí tuệ IQ của học sinh. Việc phát triển tuyển chọn các học sinh năng khiếu được tổ chức hàng năm, qua đó lựa chọn những hình thức giáo dục phù hợp. Việc đào tạo bồi dưỡng nhân tài ở Mỹ được thực hiện một cách có hệ thống và được luật hóa. Đó chính là một trong những nguyên nhân tạo cho nước Mỹ có nhiều nhân tài. Ngày nay, hệ thống giáo dục đại học của Mỹ đạt trình độ hàng đầu thế giới và đã đào tạo ra rất nhiều nhân tài cho nước Mỹ và thế giới. Phần lớn các nhà khoa học đạt giải thưởng Nobel trong những thập niên gần đây đều tập trung ở Mỹ. Đức là một trong những quốc gia truyền thống sản sinh ra nhiều nhà khoa học tài năng bậc nhất trên thế giới. Ở Đức, phát triển giáo dục và đào tạo được xác định là yếu tố đặc biệt quan trọng với sự phát triển và thịnh vượng của quốc gia. Công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ được chính phủ nước này chủ động tạo ra một hệ thống đào tạo và bồi dưỡng những người tài năng ngay từ trong các trường đại học. Thứ nhất, sự thống nhất giữa giáo dục và đào tạo với nghiên cứu khoa học khi những nhà khoa học lớn đều tham gia vào việc giảng dạy, bồi dưỡng các thế hệ trẻ tài năng. Thứ hai, các sinh viên được lựa chọn tự do về trường, các giảng viên, ngành học, cách học và thời gian học. Ngoài ra, Đức còn có chính sách thu hút người tài cũng như những người có trình độ cao từ khắp nơi trên thế giới. Việt Nam trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào cũng luôn đặc biệt coi trọng vai trò, vị trí đối với sự phát triển của quốc gia, chấn hương đất nước. Vì hiện tại là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì đất nước mạnh rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu rồi xuống thấp. Vua Quang Trung Nguyễn Huệ cho rằng, dựng nước lấy dạy học làm đầu, cai trị lấy nhân làm gốc. Còn theo Nguyễn Trãi, có nhân, có trí, có anh hùng. Hay Lê Quý Đôn, phi trí bất hưng, nghĩa là không có nhân tài thì đất nước không thể hưng thịnh được. Năm 1945, ngay sau khi nước nhà vừa giành độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thức sâu sắc vai trò quan trọng của việc thu hút, tập hợp và trọng dụng nhân tài để bảo vệ và xây dựng đất nước. Do đó, công tác phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo và trọng dụng nhân tài là quan điểm nổi bật trong hệ thống tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong bài viết Nhân tài và kiến quốc trên báo Cứu quốc số 91 ngày 14 tháng 11 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định nước nhà cần phải kiến thiết cần phải có nhân tài. Nhân tài nước ta dù chưa có nhiều, nhưng nếu chúng ta khéo chọn lựa, khéo phân phối, khéo dùng, thì nhân tài ngày càng phát triển, càng thêm nhiều. Bước vào thời kỳ hội nhập, nhiều chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về nhân tài, tài năng trẻ được ban hành. Nghị quyết số 27 ngày 6 tháng 8 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương khóa 10 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước xác định. Trọng dụng trí thức trên cơ sở đánh giá đúng phẩm chất, năng lực và kết quả cống hiến, có chính sách đặc biệt đối với nhân tài của đất nước. Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 11 khẳng định phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong ba khâu đột phá của chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020 và thực hiện đồng bộ chính sách đào tạo, thu hút, trọng dụng, đãi ngộ xứng đáng nhân tài khoa học và công nghệ. Với vai trò là tổ chức chính trị xã hội của thanh niên Việt Nam, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của thanh niên, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn xác định công tác phát triển, chăm lo, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ có ý nghĩa chiến lược, tạo nền tảng phát triển đội ngũ nhân tài cho đất nước. Đặc biệt năm 2009, Trung ương Đoàn đã tổ chức hội thảo quốc gia tình hình tài năng trẻ và công tác tập hợp kết nối tài năng trẻ Việt Nam và kế hoạch định kỳ 5 năm tổ chức Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam nhằm đánh giá công tác tài năng trẻ, tuyên dương các tài năng trẻ có thành tích đặc biệt xuất sắc và tổ chức diễn đàn để các tài năng trẻ đóng góp, thảo luận, hiến kế phát triển đất nước, đề xuất các giải pháp chăm lo, phát triển tài năng trẻ cho từng giai đoạn. Hàng năm, công tác tài năng trẻ được cụ thể hóa bằng các chương trình, hoạt động cụ thể, phong trào sáng tạo trẻ triển khai trong các cấp độ đoàn với nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả, môi trường để thanh thiếu nhi rèn luyện và bộc lộ tài năng. Hệ thống giải thưởng, cuộc thi, hội thi để phát hiện tài năng trẻ trên các lĩnh vực được tổ chức triển khai rộng rãi và bài bản như Giải thưởng Khoa học Công nghệ Thanh niên Quả Cầu Vàng, Giải thưởng Sao Đỏ, Giải thưởng Người thợ trẻ giỏi, Giải thưởng Lương Định Của, Giải thưởng Nhà giáo trẻ tiêu biểu, Hội thi Tin học trẻ toàn quốc, Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc, Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới, cùng nhiều hội thi, cuộc thi tài năng nghệ thuật, thể thao dành cho thanh thiếu nhi cả nước. Công tác hỗ trợ tài năng trẻ được quan tâm thông qua các quỹ hỗ trợ tài năng trẻ, quỹ học bổng.
các hoạt động kết nối tài năng trẻ trong và ngoài nước được triển khai như Diễn đàn Tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu, Câu lạc bộ phát triển tài năng trẻ, Câu lạc bộ Tri thức trẻ, Câu lạc bộ Thủ khoa. Công tác tài năng trẻ ngày càng được xã hội hóa mạnh mẽ. Nhân loại đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế số, kinh tế tri thức và xu hướng quốc tế hóa nguồn nhân lực, vừa là thời cơ vừa là thách thức, tác động đến hiệu quả thu hút, sử dụng và phân bố nguồn nhân lực tài năng. Hiện tượng nguồn nhân lực tài năng chuyển từ khu vực này sang khu vực khác trong một quốc gia hay từ quốc gia này sang quốc gia khác đang là một hiện tượng khách quan hiện nay. Sức hút và sự cạnh tranh nguồn nhân lực trẻ tài năng không chỉ dừng lại ở phạm vi quốc gia, phạm vi một khu vực mà trở thành vấn đề có tính chất toàn cầu. Đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại thuộc nhóm trên các nước có thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao mà dự thảo văn kiện Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đề ra, đó cũng là khát vọng của thế hệ trẻ, khát vọng Việt Nam. Vai trò tiên phong thực hiện khát vọng ấy thuộc về các tài năng trẻ Việt Nam hôm nay để phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trên nền tảng quy tụ sức mạnh đoàn kết, trí tuệ của đội ngũ tài năng trẻ Việt Nam trên toàn cầu đang đặt ra đối với tổ chức đoàn và các tổ chức thanh niên do đoàn làm nòng cốt, đồng thời cũng là trăn trở của các tài năng trẻ Việt Nam. Đó là lý do Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ 3 tổ chức diễn đàn bồi dưỡng, chăm lo và phát huy tài năng trẻ Việt Nam để các đại biểu dự đại hội chia sẻ quan điểm, góc nhìn và đề xuất những giải pháp thực hiện tốt hơn cho công tác phát triển tài năng trẻ Việt Nam. Với ý nghĩa đó, ban tổ chức đại hội mong muốn các đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung sau: công tác phát hiện, tôn vinh tài năng trẻ, công tác hỗ trợ, bảo trợ, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ, công tác thu hút, tập hợp, kết nối và phát huy tài năng trẻ, những kiến nghị đề xuất với Đảng và Nhà nước và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong công tác tài năng trẻ. Bên cạnh đó, ban tổ chức đại hội gửi tới các đại biểu bản dự thảo đề án phát hiện, bồi dưỡng, phát huy thanh niên có tài năng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trân trọng đề nghị các đại biểu góp ý cho dự thảo đề án. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các bạn đoàn viên thân mến, hôm nay chủ tọa đoàn chúng tôi rất vinh dự có mặt ở đây để cùng chúng ta thảo luận về những cái về chủ đề mà cũng rất được quan tâm: bồi dưỡng, chăm lo, phát huy tài năng trẻ Việt Nam. Để trước khi vào chương trình, tôi xin phép được giới thiệu ban thư ký. Xin mời đồng chí Huỳnh Thị Diễm Hằng, là sinh viên khoa địa lý trường Đại học Sư phạm Huế. Xin mời đồng chí Trần Tấn Phúc, Trương Tấn Phúc ạ. Đồng chí Trương Tấn Phúc đến từ xí nghiệp may Hà Quang. Vâng, xin cảm ơn. Và sau đây thì chúng ta đi vào chương trình tọa đàm. Vâng, xin mời đồng chí Hà Đăng Quyền. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các đồng chí tham gia diễn đàn số 3 về chăm lo bồi dưỡng phát triển phát huy tài năng trẻ Việt Nam. Thì chúng ta vừa được theo dõi phóng sự đề dẫn của ban tổ chức chuẩn bị và để làm rõ hơn các vấn đề liên quan đến bồi dưỡng chăm lo phát huy tài năng trẻ Việt Nam cũng như ghi nhận được các ý kiến đóng góp của các đại biểu về tham dự. Thì chúng tôi rất muốn lắng nghe và cùng được thảo luận với các đồng chí để và mong muốn là trong diễn đàn ngày hôm nay các đồng chí sẽ phát biểu trực tiếp những cái ý kiến của mình để chúng ta làm rõ hơn cái công tác chăm lo bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ. Và để mở đầu diễn đàn, mở đầu tham luận thì xin phép mời đồng chí đại biểu là Nguyễn Nam Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tài chính số Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam lên trình bày nội dung tham luận về phát huy tài năng trẻ, vai trò của tổ chức, các cấp quản lý cá nhân. Xin trân trọng kính mời đồng chí ạ. Phải nói là cảm giác đầu tiên là được bỏ khẩu trang ra rất thoải mái, lợi thế của những người được đứng trên này. Thì kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa toàn thể quý vị có mặt trong diễn đàn cũng như thưa toàn thể đại hội. Tôi xin phép giới thiệu, tôi là Thắng, Nguyễn Nam Thắng, hiện là Phó đốc Trung tâm Dịch vụ Tài chính số VMT Fintech của thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Thì tối qua đó, thì
Rất may mắn là tôi được ăn cơm tối ngồi cùng với bạn Hằng. Bạn Hằng là quán quân của Olympia năm nay. Và Hằng sinh năm 2013 và Hằng kém tôi đúng 17 tuổi. Như vậy hôm nay thực sự rất là cảm ơn ban tổ chức cho tôi có cơ hội được tham dự chương trình này. Chắc lần đầu cũng là lần cuối. Tôi xin phép được chia sẻ một số cái suy nghĩ trong cái thảo luận ngày hôm nay về phát huy tài năng trẻ. Với góc độ nhìn trên góc độ ba vai trò của tổ chức, của các cấp quản lý và của chính cá nhân tài năng đó. Xin giới thiệu một chút thì trước đây Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT thì mọi người nhìn là cơ bản là các nhà mạng truyền thống. Thực ra trong 5 năm vừa qua chúng tôi đã chuyển mình từ một nhà mạng truyền thống sang nhà cung cấp dịch vụ số. Với mục tiêu đến 2030 thì VNPT trở thành là Media Hub của châu Á Thái Bình Dương về dịch vụ số. Và trong thời gian qua thì chúng tôi đã đồng hành với chính phủ trong tất cả các hoạt động liên quan đến chuyển đổi số quốc gia, liên quan đến chuyển đổi số của chính phủ điện tử, cũng như là một số lĩnh vực rất là trọng yếu là y tế, giáo dục cũng như là thành phố thông minh. Thì cách đây 3 năm thì chính thức Ngân hàng Nhà nước cấp phép cho tập đoàn chúng tôi có giấy phép về trung ương thanh toán để đánh dấu một cái bước ngoặt của tập đoàn khi chính thức tham gia vào lĩnh vực hoàn toàn mới, lĩnh vực dịch vụ tài chính số. Và VNPT Fintech chúng tôi được thành lập thời điểm đó có khoảng 10 người cách đây 3 năm và đến thời điểm này là quân số chúng tôi khoảng 200 người. Và chính thức đến năm nay dự kiến chúng tôi đạt dòng tiền khoảng 15.000 tỷ và đạt cán mốc gần doanh thu gần 1.000 tỷ sau con số zero từ cách đây 3 năm. Và trong năm vừa qua chúng tôi rất may mắn là tham gia đồng hành cùng với Văn phòng Chính phủ xây dựng cổng thanh toán tập trung Payment Platform giúp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt cho lĩnh vực công. Cũng như trong thời gian qua thì chúng tôi đã tham gia đề án cùng Ngân hàng Nhà nước Chính phủ về Movani thì mong muốn nó sẽ là mảnh ghép cho thúc đẩy toàn diện nền tài chính Việt Nam. Và trong 2020 cũng rất may mắn chúng tôi đạt một số giải thưởng rất danh giá, giải thưởng về công nghệ thông tin thế giới IT Awards 2020, giải thưởng về đổi mới tài chính của châu Á Thái Bình Dương của Steve Awards, cũng như là làm top trong 10 công ty fintech lớn nhất Việt Nam và cùng một loạt giải thưởng khác. Thì khi anh em có nhìn lại đó, đánh dấu được tại sao trong 3 năm mà có những cái bước chuyển mình và thành công lớn vậy, thì chúng tôi đều tổng kết lại là do công tác phát hiện, thu hút và sử dụng được tài năng trẻ. Hiện nay trong tổ chức chúng tôi thì độ tuổi từ 20 đến 35 chiếm khoảng 82% cơ cấu của toàn bộ tổ chức. Và đến từ rất nhiều các ngân hàng, các trung gian thanh toán và các big tech khác nhau. Như vậy thì chúng tôi đánh giá là công tác nhân sự và thu hút sử dụng tài năng trẻ là một yếu tố thành công cốt lõi cho của chúng tôi trong thời gian qua. Và tổng kết cái câu chuyện của chúng tôi trong 3 năm qua thì trong cái diễn đàn ngày hôm nay thì tôi muốn chia sẻ 3 ý. Và đặt ra 3 câu hỏi, tôi nghĩ là giải được 3 câu hỏi này thì chúng ta sẽ nói được câu chuyện làm sao phát huy được tài năng trẻ. Câu hỏi thứ nhất là liên quan đến cái tổ chức doanh nghiệp đó có văn hóa sử dụng tài năng trẻ không? Tôi nghĩ cái này là sẽ xuất phát điểm của mọi chuyện. Nếu chúng ta chấp nhận tài năng trẻ là một cấu thành lớn trong doanh nghiệp chúng ta hoặc tổ chức chúng ta thì sẽ có văn hóa sử dụng người tài. Câu hỏi thứ hai là khi có văn hóa rồi đó thì các cấp lãnh đạo, các cấp quản lý làm sao sử dụng được người tài? Chúng ta có binh khí tốt, chúng ta có vũ khí tốt nhưng quan trọng lớn nhất là các cấp quản lý phải có kỹ năng sử dụng đó. Và thứ ba là với chính bản thân của mỗi tài năng trẻ thì chúng ta cần phải làm gì để chúng ta mới phát huy được khả năng của mình. Thì đi vào câu đầu tiên, nếu nói về tài năng trẻ hiện nay thì nó bắt đầu đi vào thế hệ Y và thế hệ Z rồi, không còn thế hệ X như chúng tôi ngày xưa nữa. Như vậy thế hệ này đòi hỏi cái tính thích nghi, đòi hỏi cái tính cá tính, cái rất nhiều các yếu tố khác nhau. Như vậy thì với doanh nghiệp muốn sử dụng được người tài thì phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp có chuyện đó. Văn hóa doanh nghiệp sẽ giúp cho tất cả những con người trong tổ chức nó điều hướng hành vi của mình. Như vậy nếu chúng ta có văn hóa cho doanh nghiệp sử dụng người tài thì lập tức sẽ có hành vi sử dụng người tài. Và tôi quan điểm đây là yếu tố cốt lõi của việc sử dụng nhân tài là từ cấp lãnh đạo cao nhất. Văn hóa doanh nghiệp thì ảnh hưởng bởi cấp lãnh đạo cao nhất. Cái ý thứ hai liên quan đến cái việc là làm sao lãnh đạo các cấp quản lý sử dụng người tài. Thì chuyện rất đơn giản thế này thôi. Theo các cụ nói thì chỉ có việc khó thì mới sinh ra người tài. Chỉ có việc khó thì người tài mới đến chúng ta. Như vậy thì ở doanh nghiệp chúng tôi cũng như chúng tôi tổng kết thì việc đầu tiên là phải biết giao việc khó. Cái giao việc khó nó hay lắm. Tức là chúng ta mà nghe các mục tiêu bình thường á, thì cơ thể nó không thay đổi đâu. Nhưng tự dưng chúng ta thấy mục tiêu rất thách thức, tự dưng tất cả các giác quan cơ thể nó thay đổi hết. Và chính vì có mục tiêu khó thì chúng ta phải thay đổi lại về cách tiếp cận vấn đề, cách giải quyết vấn đề, cách cũ nó không còn phù hợp nữa. Ở chúng tôi thì có một câu, ở doanh nghiệp chúng tôi, ở đơn vị chúng tôi có câu rất căn bản là việc 5 năm chúng tôi làm 1 năm, việc 1 năm làm 1 tháng, việc 1 tháng làm 1 tuần và việc 1 tuần làm 1 ngày. Và đến bây giờ chúng tôi đánh giá chuyện đấy đúng, chuyện đấy mới phát huy được khả năng của người tài. Người tài phải có việc khó thì mới xuất hiện được người tài.
Tiếp theo đó, cái việc thứ hai cần phải làm các quản lý để sử dụng người tài, theo quan điểm chúng tôi là phải biết yểm trợ. Các bạn tài năng trẻ thì sẽ có một cái tinh thần, một cái năng lượng, một cái nhiệt huyết vô cùng tốt. Nhưng các bạn sẽ có những cái thiếu sót về trải nghiệm, về kinh nghiệm. Như vậy các cấp lãnh đạo trên góc độ phải yểm trợ các bạn, phải giúp các bạn ấy nhìn được những cái hướng mà có thể nó sẽ không đúng, những cái hướng mà chúng ta có thể vấp ngã, để giúp các tài năng trẻ có thể đi một con đường theo quan điểm chúng tôi là tốt nhất, để tránh vấp ngã, tránh sai lầm. Cái thứ ba đó là tìm điểm cân bằng trong tổ chức đối với các tài năng trẻ và các tài năng không trẻ, hoặc là những người còn lại của tổ chức. Cái hay nhất của mọi vấn đề là chúng ta mặc dù giỏi đến mấy nhưng chúng ta chỉ là một cấu thành trong một tổ chức nào đó, trong một bộ phận nào đó. Như vậy thì trong một tổ chức nếu mà phát huy được cái tính trẻ của các bạn tài năng thì sẽ giúp cho những người cũ có một cái động lực, có một cái sức trẻ. Và bên cạnh đó thì những người có kinh nghiệm sẽ truyền lại kinh nghiệm cho bạn trẻ. Và quan điểm của doanh nghiệp chúng tôi hay đặt bài toán là tìm ra điểm cân bằng của tổ chức. Tỷ lệ bao nhiêu là phù hợp, điểm cân bằng là phù hợp, cách nào để người trẻ có thể thôi thúc những người không trẻ, cách nào thì người có kinh nghiệm truyền đạt lại kinh nghiệm cho các bạn trẻ. Thì trên quan điểm của chúng tôi là để giải quyết vấn đề sử dụng người tài nó có ba yếu tố căn bản như vậy. Cái thứ ba thì liên quan đến các tài năng trẻ thì làm sao chúng ta phát huy được khả năng của chúng ta. Thì quan điểm chúng tôi thì mỗi con người, ngay cả doanh nghiệp đi theo cái chuỗi value chain, tức là mỗi người sẽ đóng góp một vai trò, một giá trị nhất định của tổ chức. Chúng ta giỏi mà tổ chức chúng ta không thành công thì cái giỏi đó sẽ không mang lại nhiều ý nghĩa. Chúng ta giỏi nhưng đất nước chúng ta không đi lên thì cái giỏi đó cũng không nhiều ý nghĩa. Như vậy thì quan điểm chúng tôi thì các bạn sẽ, ngay cả bản thân chúng tôi sẽ nhìn nhận cái vai trò của mình trong tổ chức. Và mình phải đóng một vai trò hạt nhân để giúp tổ chức đi lên, giúp đất nước đi lên, giúp doanh nghiệp đi lên. Thì tôi quan điểm là làm sao chúng ta tìm ra chuyện đó của bản thân chúng ta. Và chúng ta là một mảnh ghép lớn nhưng cũng là mảnh ghép trong tổng thể của bài toán chung. Như vậy phát huy hết khả năng của chúng ta và giúp mảnh ghép đó càng ngày càng phát triển lên. Thì vừa rồi thì trong phạm vi ban tổ chức cho tôi có khoảng 7 phút để có chia sẻ. Thì tôi chia sẻ thêm một ý nữa để kết lại. Ở Việt Nam thì đang có cơ hội vô cùng lớn trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Trong quá trình, tại vì tôi làm về ngành kinh tế số và ngành công nghệ thì tôi thấy một điều như thế này. Trong câu chuyện 4.0 thì nó xuất phát điểm của tất cả các đất nước đang được sắp xếp lại và chúng ta đang có một xuất phát điểm rất tốt, tương đồng với rất nhiều các đất nước khác. Có thể nói sau Covid, sau về nền kinh tế số có thể thấy là những cái gì lợi thế đang là bất lợi, có thể thành bất lợi. Và có những gì bất lợi đang thành lợi thế. Và theo quan điểm chúng tôi đây đang là giai đoạn tốt nhất của Việt Nam trong đường hướng phát triển sắp tới. Như vậy trong câu chuyện sắp tới, Việt Nam chúng ta đang bắt đầu bước vào giai đoạn dân số không còn trẻ. Như vậy theo quan điểm là cái áp lực của giới trẻ hoặc là những người ngồi đây của chúng ta tôi nghĩ là rất lớn trong cái việc làm sao mình phát huy hết khả năng của mình trong cho phát triển đất nước trong 10 năm tới. Việt Nam dự kiến 2030 sẽ trở thành quốc gia số và quốc gia số đi kèm với nền kinh tế số. Và trong quá trình chúng tôi làm với chính phủ tất cả các bên thì trong nền kinh tế mới của 10 năm tới thì vai trò dẫn dắt và thực thi sẽ nằm ở tay tất cả những người trẻ. Như vậy chúng ta có thể thấy cái trách nhiệm của chúng ta trong cái câu chuyện 10 năm tới. Và lần cuối trong cái chương trình ngày hôm nay thì tôi cũng xin phép có một cái ý cuối. Tài năng trẻ được định nghĩa sẽ là do tổ chức, do xã hội, do đất nước ghi nhận. Và chúng ta cùng nhau đặt câu hỏi chúng ta sẽ làm gì để ghi nhận trong 10 năm tới, làm gì để lại giá trị cho đất nước cũng như thế hệ sau này. Một nữa thì xin cảm ơn ban tổ chức cho tôi được chia sẻ thời gian rất ngắn gọn một số cái suy nghĩ của chúng tôi về phát huy tài năng trẻ và kính chúc đại hội thành công tốt đẹp và chính lúc chúng ta sẽ có một cuối tuần thực sự làm việc hiệu quả và ý nghĩa. Xin chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn cái phần trình bày của đại biểu Nguyễn Nam Thắng, một cái bài trình bày mà rất là ấn tượng và bản thân chúng tôi cũng thấy rằng cũng học tập được rất là nhiều từ anh. Sau đây thì tôi xin mời cái phần trình bày tiếp theo của đại biểu Bùi Thị Vân Anh. Xin mời chị.
Vâng, xin cảm ơn rất nhiều ạ. Và xin thử xin phép tự tự giới thiệu, tôi tên là bác sĩ Bùi Thị Vân Anh ạ. Tôi đến từ một cái nơi mà tôi khá là nổi tiếng ở một cái tỉnh miền Trung mà khá là nổi tiếng vì những thiệt hại do bão lũ gây ra, nhưng mà may mắn thì đến bây giờ thì rất là may mắn cho tôi là tôi cũng đã được tham gia tuần này, là tôi cũng đã được tham gia hai cái đại hội rất là lớn, là đại hội thi đua yêu nước toàn quốc được tổ chức ở tuần vừa rồi á, và bây giờ tôi đang tham gia đại hội là tài năng trẻ Việt Nam lần thứ 3 cùng với các anh chị ở đây cũng như gương mặt rất là xuất sắc. Thì rất cảm ơn anh Thắng, là lúc này anh Thắng có giới thiệu là anh Thắng ngồi cùng ban, tôi xin phép nói ngoài lề là tôi ngồi bên cạnh anh Thắng và tôi cũng được gặp quảng quân ở đường lên đỉnh Olympia, tôi cũng được gặp rất nhiều đại biểu những cái gương mặt mà tối hôm nay sẽ được vinh danh ở lễ trao giải. Và bản thân tôi thì khi mà tôi gặp các bạn thì tôi cảm thấy mình cực kỳ là may mắn. Thứ nhất, là mình đã được tham gia đại hội này, và cái thứ hai là tôi được tiếp xúc với những người trẻ và rất giỏi, rất là tài năng như thế, để mình càng ngày là mình càng cố gắng học tập cũng như là để định hướng cho tất cả những cái bác sĩ trẻ cũng như những người trẻ ở tại Quảng Trị thì có thể phát huy được sau này ạ. Và sau đây thì tôi xin phép được trình bày cái bài tham luận của tôi về bồi dưỡng, chăm lo và khuyết tài năng trẻ Việt Nam. Thì anh Thắng đã nói rất là hay, cũng rất là hay về cái phần về bên cái mạng công nghệ số, công nghệ thông tin. Còn tôi thì cũng xin phép được diễn đàn này thì được trình bày được khái quát lại một lần nữa cái phần của tôi. Cái bài thảo luận của tôi sẽ có hai phần. Phần thứ nhất là tôi sẽ khái quát một lần nữa cái quá trình lịch sử những công tác mà bồi dưỡng, chăm lo, phát huy tài năng trẻ Việt Nam từ ngày xưa đến bây giờ. Và tại vì tôi là một đại biểu đến từ tức là đại diện cho bên các thầy thuốc trẻ tài năng đấy, thì tôi cũng xin phép cái phần thứ hai của tôi thì tôi xin nói về công tác những cái công tác mà trong cái ngành y thì làm thế nào để có thể bồi dưỡng, chăm lo và phát huy cho tài năng trẻ ở trong ngành y nói riêng ạ. Kính thưa quý vị đại biểu, thì tôi xin phép trình bày là thứ nhất là về bồi dưỡng thế hệ. Cái phần đầu tiên của tôi là về bồi dưỡng, chăm lo, phát huy tài năng trẻ Việt Nam. Thì những ngày đầu tiên của cách mạng, thì Bác Hồ của chúng ta đã nhận thức từ sâu sắc rằng một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ, và tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Chính vì vậy mà từ rất sớm thì Bác Hồ đã đánh giá cao vai trò của thế hệ trẻ, những người mang trong mình bầu nhiệt huyết, sức sống tràn trề, năng lực sáng tạo đối với sự trường tồn của đất nước. Vì vậy, xuyên suốt nhất quán trong tư tưởng và hành động của mình thì Bác Hồ luôn cố gắng để mà cuốn hút cái thế hệ trẻ bằng những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết cách mạng của mình. Và đồng thời thì bác cũng đã kêu gọi, đánh thức, giác ngộ và cổ vũ họ để tham gia vào những cái công tác cách mạng và chủ trọng đào tạo, bồi dưỡng, sẵn sàng giao nhiệm vụ và tạo điều kiện để họ được học tập, lao động và cống hiến. Thì thẩm nhận và thực hiện những lời chỉ dẫn của người thì lớp lớp thế hệ trẻ Việt Nam đã nỗ lực học tập, lao động, phấn đấu và xứng đáng với niềm tin yêu, với sự khen ngợi và kỳ vọng của cha anh. Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh rằng là thế hệ trẻ Việt Nam thực sự là một lực lượng xung kích trong sự nghiệp cách mạng, là rương cột đồi hồ bị xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, của nhà nước và của nhân dân. Thế hệ trẻ Việt Nam thế hệ nọ nối tiếp thế hệ kia, trẻ già mang mọc trưởng thành những đội cứu quốc, từ những đội cứu quốc, tổng hội sinh viên, hội truyền bá quốc ngữ, tuyên truyền đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Thì đã điển hình phong trào là thanh niên ba sẵn sàng, phụ nữ ba đảm đang, năm xung phong để góp sức mình vào cái công cuộc cách mạng chung của dân tộc, và đã góp mình vào cái chiến thắng chung trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm để bảo vệ dân tộc và bảo vệ độc lập chủ quyền dân tộc. Thì đến bây giờ tiếp bước cho anh thì thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay cũng đã có trong cuộc công cuộc xây dựng sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế, thì đã tiếp tục khẳng định cái vị thế vai trò quan trọng của mình của thế hệ trẻ. Thì trên cơ sở quán triệt quan điểm xây dựng đoàn là xây dựng đảng trước hết một bước, các thể tổ chức cơ sở đoàn đã phát huy vai trò xung kích sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong thi đua thực hiện các nghị quyết của Đảng, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa phương, của cơ quan, của đơn vị. Thì thông qua đó tạo một môi trường thuận lợi cho thế hệ trẻ trải nghiệm từ rèn luyện mình, trưởng thành, phấn đấu và bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn. Thì nỗ lực trong học tập, lao động để trau dồi nâng cao trí thức, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng sống và làm việc trong bối cảnh toàn cầu hóa, tích cực tham gia hoạt động xã hội, có chương trình hành động, lập thân lập nghiệp, xây dựng đất nước phồn vinh, bảo vệ tổ quốc. Thì trong hơn 10 năm qua, là từ năm 2008 đến 2018, thì Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã giới thiệu cho Đảng hơn 2 triệu đoàn viên ưu tú, trong đó có hơn 1 triệu đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng và chiếm hơn 55% tổng số đoàn viên ưu tú được giới thiệu. Như vậy là với những con số mà tôi vừa nêu ra thì chúng ta thấy rõ rằng là để hoàn thành cái sứ mệnh của mình, muốn trở thành những tài năng trẻ, những con người đủ sức đủ tài thì
thanh niên chúng ta. Đầu tiên chúng ta phải phải tích cực học tập để mà có thể gánh vác được những cái trọng trách mà cách mạng giao phó và làm chủ tương lai một cách xứng đáng. Và ngoài ra thì cái cần chúng ta cần phải gắn bồi dưỡng thế hệ trẻ với là phong trào thực tiễn, như là tiếp tục triển khai cái hiệu quả phong trào hành động cách mạng như thanh niên tình nguyện hoặc là tuổi trẻ xung kích bảo vệ tổ quốc. Và trong cái giai đoạn mới ngày hôm nay, những cái năm mới năm gần đây, thì chúng ta thấy rõ là vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc tổ chức các hoạt động và giải thưởng như giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu hoặc là giải thưởng khoa học công nghệ thanh niên quả cầu vàng. Thì cũng đã Đoàn Thanh niên, mục đích của những cái giải thưởng này thì rõ ràng là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh muốn tôn vinh những cái điển hình thanh thiếu nhi, những cái tài năng trẻ có phong trào thi đua học tập, rèn luyện nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo xuất sắc trong tất cả các lĩnh vực, và qua đó sẽ củng cố và phát triển tổ chức đoàn, hội đội, đồng thời thu hút sự quan tâm của giới trẻ cũng như của các cấp các ngành và toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục bồi dưỡng thế hệ trẻ của Việt Nam. Thì những cái gương mặt trẻ mà chúng ta đã được tôn vinh trong những cái giải thưởng như gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, quả khoa học công nghệ đã và đang tiếp thêm động lực, niềm tin và hoài bão khát vọng để cho nhiều bạn trẻ vươn lên, cống hiến và góp tích cực cho đất nước trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Thì qua cái phần đó thì chúng tôi thấy rõ ràng về tôi là như với cương vị là một bác sĩ, cương bây giờ hiện tại là cương vị bác sĩ và cũng là một cái cơ bản hiện tại tôi là phó giám đốc của Bệnh viện Mắt tỉnh Quảng Trị. Thì trong cái lĩnh vực y tế ngoài, trong cái chuyên môn tôi gắn cả việc chuyên môn cũng như cái việc quản lý của tại Bệnh viện Mắt, thì tôi thấy rõ ràng này, về trong lĩnh vực y tế thì mỗi thầy thuốc trẻ phải luôn ý thức được rằng cái sự mình cao cả của mình, thì phải xem niềm tin của nhân dân, niềm tin của xã hội là cái mục tiêu phấn đấu suốt cả cuộc đời mình. Và trong những năm qua thì sự nghiệp rõ ràng chúng ta thấy rõ là sự nghiệp chăm sóc sức khỏe của nhân dân thì đã có nhiều tiến bộ, đạt được nhiều thành tựu và kết quả nổi bật, trong như nâng cao chất lượng dịch vụ, chúng ta cần ta nghe được rất là nhiều rồi ạ, về nâng cao về đạo đức, niềm tin và sự hài lòng của nhân dân. Thì và đứng trước cái tình hình đó thì ngành y tế tiếp tục cố gắng phát huy và tiếp cực nhanh. Đầu tiên là chúng ta tiếp cận với những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật và những chính sách y tế được ban hành, và tiếp đó thì chúng ta cố gắng làm thế nào đó để mang lại cơ hội chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho nhiều người dân, giảm bớt rủi ro cho người nghèo, người cuộc sống khó khăn. Và trong đóng góp trong cái thành công của ngành y tế trong những năm vừa rồi á, thì ngoài trừ là chúng ta có những kết quả đó, có chúng ta rõ ràng chúng ta có sự cái quan tâm của Đảng, của nhà nước, của hệ thống chính trị, và trong đó thì có sự nỗ lực của cái ngành y tế, của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế cả nước, trong đó có lực lượng thầy thuốc trẻ. Và với những cái kết quả, những con số ấn tượng mà chúng ngành y tế đạt được trong những cái năm vừa qua, thì trong thời gian tới thì mỗi thầy thuốc trẻ sẽ phải luôn ý thức về sự mình cao cả của mình, tiếp tục rèn luyện nâng cao đạo đức, khiêm khổ học tập và nằm theo các thế hệ đi trước để có thể tiếp cực nhanh các tiến bộ khoa học kỹ thuật, tích lũy kinh nghiệm, xem niềm tin của bệnh nhân, của xã hội là mục tiêu phấn đấu. Thì ở đây thì có anh Tú nằm trong ban chấp hành của hội thầy thuốc trẻ, nhưng mà tôi cũng xin phép nói lại một lần nữa về cái mục tiêu của hội thầy thuốc trẻ trong đợt vừa rồi, tuần vừa rồi thì có cái đại hội của thầy thuốc trẻ toàn quốc, thì chúng ta sẽ có hai cái mục tiêu, hai chương trình là thầy thuốc trẻ tiên phong sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và cải tiến chất lượng, và chương trình thứ hai là đẩy mạnh là thầy thuốc trẻ xung kích tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Lực lượng thầy thuốc trẻ phải quyết tâm đi đầu trong tất cả mọi lĩnh vực, đương đầu với mọi khó khăn và thực hiện thành công mục tiêu là xây dựng hội thầy thuốc trẻ Việt Nam vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thầy thuốc trẻ, chăm lo bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của thầy thuốc trẻ, cổ vũ thầy thuốc trẻ xây hoài bão lớn, thi đua lên đức, luyện tài, lập thân lập nghiệp, cống hiến tài năng và sức khỏe sức trẻ trong sự nghiệp bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Thì rõ ràng trong ngành y của chúng tôi muốn để thực hiện mục tiêu này thì chúng ta cần phải tiếp tục đổi mới cái nội dung và phương thức hoạt động, tăng cường giáo dục lý tưởng cho cái đội ngũ thầy thuốc trẻ, và ngoài ra thì chúng ta vẫn phải tiếp tục cổ vũ những cái phong trào, những cái hoạt động của thầy thuốc trẻ. Khi mà đề ra, khi mà hướng về mục tiêu là vì một miền Việt Nam khỏe mạnh, phấn đấu rèn luyện vươn lên, hoàn thiện về chuyên môn, đạo đức và nghề nghiệp, để không chỉ giúp người dân gìn giữ nâng cao sức khỏe, vượt qua bệnh tật, mà còn để lại trong lòng những tình cảm ấm áp, những suy nghĩ tốt đẹp về tình người và về đạo lý nhân sinh. Thì một hoạt động khá cũng rất là quan trọng thầy thuốc trẻ nữa là hoạt động nghiên cứu khoa học. Thì thầy thuốc trẻ Việt Nam trong người nước cần đoàn kết tập hợp trong các tổ chức hội và tiếp tục tích cực tham gia thi đua sáng tạo và nghiên cứu khoa học, tích cực tham gia hoạt động xã hội, đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ sức khỏe của toàn dân. Và trong đó thì nhằm nâng cao của cái ý thức của các thầy thuốc trẻ trong cả nước, thì chuyển sắp thời gian sắp tới thì chắc là bên hội thầy thuốc trẻ cũng như mỗi người thầy thuốc trẻ cũng sẽ tiếp tục tích cực để mà thi đua rèn đức luyện tài, lập thân lập nghiệp, cống hiến tài năng và sức trẻ trong sự nghiệp bảo vệ chăm sóc sức khỏe, nâng cao sức khỏe nhân dân.
Thì như vậy là đó là những cái với tôi thì đó, với cương vị là một bác sĩ thì bây giờ cũng không tính là con trẻ nữa, nhưng mà với cương vị một bác sĩ thì cũng đã qua những cái năm tháng, cũng tạm thời là qua những năm tháng đầu của tuổi trẻ của mình, thì tôi thấy là với tất cả những cái phương châm, tất cả xem cái mục tiêu sức khỏe của người dân, sức khỏe của xã hội là cái mục tiêu lớn nhất của mình, thì người thầy thuốc trẻ sẽ càng ngày càng cống hiến được nhiều hơn nữa cho xã hội. Và trên đây là một số ý kiến tham luận của tôi về chủ đề bồi dưỡng chăm lo và khuyết tật nhân trẻ Việt Nam. Thì tôi xin phép được gửi lời sâu sắc, cảm ơn sâu sắc tới là ban tổ chức cũng như là Hội Tật Nhân trẻ Việt Nam 2020 đã tạo điều kiện cho tôi được chia sẻ trong một diễn đàn báo của đại hội. Và xin kính chúc quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, chúc các tài năng trẻ Việt Nam nói chung và của ngành y tế nói riêng sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa, cống hiến nhiều hơn nữa vì một đất nước Việt Nam khỏe mạnh, vững mạnh, hùng cường. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Xin trân trọng cảm ơn đại biểu chị Bùi Thị Vân Anh, là một bác sĩ, một nhà quản lý, cũng đã có những ý kiến tham luận rất là sâu sắc và cũng rất là đặc thù trong lĩnh vực của mình. Sau đây thì tôi xin phép được mời đại biểu Tạ Văn Thịnh. Xin mời đại biểu có ý kiến tham luận. Sau phần trình bày cũng như là chia sẻ về cái tham luận của đại biểu Tạ Văn Thịnh thì chúng ta sẽ có một cái thời gian để chúng ta thảo luận cũng như là giải đáp trực tiếp liên quan các tham luận vừa rồi, nên mọi người cũng chủ động suy nghĩ để chúng ta một lát chúng ta có những ý kiến thảo luận. Vâng, xin cảm ơn. Trước tiên xin phép lời chúc sức khỏe đến ban tổ chức, toàn thể đại hội và tất cả các bạn đoàn viên thanh niên đang theo dõi fanpage của chương trình. Thì thực sự đang mình cũng có cơ hội đứng đây thì cảm thấy khá là hồi hộp, bởi vì ở dưới là rất là nhiều các gương mặt tiêu biểu là với những cái thành tích mà mình cảm thấy rất là lạy phục. Thì để tham luận ngày hôm nay thì như mọi người vừa thấy đó là bạn Thắng và bạn Vân Anh đã đưa ra những cái tham luận rất là hay ở góc độ người quản lý. Thì mình thì hiện tại là đang là kỹ sư khoan của phòng khoan và sửa giếng Viện Nghiên cứu Khoa học Thiết kế Liên doanh Việt Nga Vietso Petro, là một người mà làm việc trực tiếp. Thì đối với tham luận ngày hôm nay thì mình sẽ đi sâu vào cái vấn đề là cái góc nhìn của người trực tiếp làm việc dưới, và mình mong muốn những cái gì để hỗ trợ mình cho những tài năng để phát triển. Thì về cơ bản thì như bạn Thắng cũng có một cái định cái khái niệm rất là hay, làm thế nào là gọi là tài năng trẻ, thì đó là phải do công ty, do xã hội người ta công nhận. Nhưng mà như thế thì nó cũng khá là chung. Thì theo như mình thì hiểu đơn giản hơn, đó là tài năng trẻ đó là cái gì đó mà người khác không làm được thì mình làm được, đó là tài năng. Thế thì về cơ bản thì theo như mình nghĩ thì thực ra cái tiềm năng đó là có ở sẵn tất cả trong con người chúng ta. Ai cũng vậy, ai cũng sẽ có những tài năng nhất định. Thế thì làm sao mà mình để phát huy được cái tài năng đó, đó là cái vấn đề. Thì về cơ bản để phát huy được tài năng thì trước tiên là mình phải có một cái mục tiêu phấn đấu. Để có một mục tiêu phấn đấu thì mình phải có một cái động lực gì đó để làm sao mình phấn đấu được. Thế thì về cơ bản nếu mình theo như mình biết thì theo cái tháp nhu cầu của Maslow ấy, thì về cơ bản là con người cần có các cái nhu cầu về vật chất, nhu cầu về an toàn, về thể hiện tình cảm, rồi được tôn trọng, và cuối cùng là nhu cầu cao nhất đó là sự thể hiện cá nhân, tính sáng tạo. Thì cái nếu mà mình thúc đẩy được cho những tất cả các bạn trẻ, những cá nhân của mình làm sao mà thể hiện được ở mức độ cao nhất thì tức là mình sẽ chắc chắn là sẽ gặt hái được những cái thành công. Thế thì chính vì vậy là mình nghĩ rất đơn giản là làm sao mình đưa ra những cái mục tiêu vừa tầm với sức của mình. Trước tiên là mình phải có tạo ra cái điều kiện cần đã. Và cái chính cái điều kiện cần đó nó sẽ tạo ra mình cái sự tự tin đưa ra những cái mục tiêu cao hơn. Thì chính cái mục tiêu cao đó, những cái thách thức đó nó sẽ giúp cho mình thể hiện được cái bản lĩnh của mình so với những người khác và thể hiện cái tài năng của mình. Thế thì như ở công ty của mình thì hiện nay có khoảng hơn 1.700 người cán bộ công nhân trẻ, tức là đoàn viên thanh niên.
Như vậy là chiếm khoảng gần 35% số lượng cán bộ công nhân viên của công ty. Thì thực ra bên công ty mình định nghĩa rất là đơn giản. Cái gì đó nó gọi là mới, lần đầu tiên áp dụng mà mang lại hiệu quả kinh tế cho công ty thì đó gọi là sáng kiến hợp lý hóa sản xuất. Bởi vì công ty mình là công ty sản xuất trực tiếp thì cái vấn đề gọi là đổi mới hay là tạo ra một cái sản phẩm mới nó sẽ rất là khó, nó không giống như các bạn bên fintech. Thì chính vì vậy mà mình công nghệ luôn luôn thay đổi nhưng dây chuyền sản xuất là nó đã xây dựng sẵn đó và mình làm sao mình phải áp dụng được công nghệ mới vào phù hợp với cả cái dây chuyền sản xuất. Thì chính cái vấn đề đó nó sẽ mang lại cái hiệu quả. Mà muốn áp dụng như vậy thì không phải công nghệ mới nào cũng áp dụng được. Và chính cái nhu cầu đó nó thôi thúc cho chúng ta là phải làm chủ được công nghệ. Nếu không làm chủ công nghệ thì chúng ta sẽ không hiểu được công nghệ đó có phù hợp hay không phù hợp với dây chuyền hiện đang sản xuất. Đó, thế nên là mình có thể là mình đặt tiêu đơn giản đó là làm sao mà áp dụng công nghệ mới nhưng mang lại hiệu quả kinh tế. Đấy cũng là một cái gọi là thành công và cái đấy cũng là một cái gọi là sáng tạo. Thì tùy theo cái mức độ công nhận và cái mức độ xử lý của từng cái đơn vị sản xuất thì theo như mình nghĩ là nên có những cái khái niệm nó đơn giản và phù hợp với cả điều kiện công ty hay là điều kiện ở nơi mình làm việc để cho mình dễ tiếp cận cái vấn đề và mình dần dần mình lan tỏa và tạo ra những cái giá trị có ích cho xã hội. Thì đó cũng là sẽ góp phần vào cái mục tiêu của ban tổ chức, đó là chính là bồi dưỡng phát huy tài năng. Mục đích chính của chúng ta đó là làm sao mà xây dựng được một tập thể vững mạnh để mang lại một đất nước giàu mạnh. Đó. Xin cảm ơn và xin chúc toàn thể. Vâng ạ, xin cảm ơn ý kiến tham luận của đồng chí Tạ Văn Thịnh. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể diễn đàn, qua nội dung tham luận của đồng chí Thịnh thì tôi cũng có quan điểm là đồng ý với lại có quan điểm là đồng quan điểm với đồng chí Thịnh, đó là trong vấn đề phát hiện và tôn vinh những thanh niên có tài, đặc biệt là đồng chí có trình bày về vấn đề là phát triển khoa học công nghệ tại cái đơn vị của đồng chí. Thế thì bởi thực tế là hiện nay thì cũng đã chỉ ra rằng là tài năng trẻ nếu như mà bản thân tự mình để mà phát triển được tài năng thì cũng rất là khó nếu như không có sự đồng lòng và có sự quan tâm giúp đỡ từ phía gia đình, nhà trường và xã hội. Thì nhìn ra thế giới và các quốc gia hiện nay thì qua cái báo cáo đề dẫn thì chúng ta cũng đã thấy rằng các quốc gia phát triển hiện nay thì rất là quan tâm đến công tác phát triển bồi dưỡng tài năng trẻ. Ví dụ như là Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ và Đức tại báo cáo đề dẫn trình bày ấy, thì là từ cái việc mà quan tâm đến rèn luyện tài năng trẻ thì cũng đã giúp các quốc gia này phát triển nhanh chóng và trở thành những cái cường quốc như hiện nay. Và từ thực tiễn đó thì một vấn đề hiện nay ở nước ta đó là cũng phải quan tâm và phát hiện, bồi dưỡng phát huy tài năng trẻ. Và một lần nữa thì tôi xin trân trọng cảm ơn ý kiến của đồng chí Tạ Văn Thịnh. Và trước khi đến với thảo luận tiếp theo thì sau đây thì chúng tôi, ban tổ chức thì xin ý kiến các đồng chí về các nội dung ba đồng chí vừa thảo luận. Ban tổ chức thì rất mong muốn ý kiến của các đồng chí góp ý và có những quan điểm của mình. Và xin trân trọng kính mời các đồng chí. Các đồng chí nào có ý kiến thì xin mời các đồng chí lên sân khấu để trình bày. Tại khu vực làm việc của các đồng chí đều đã có mic có thể phát biểu ý kiến ngay tại khu vực. Đề nghị các đồng chí là sau khi chúng ta đã được nghe tham luận về liên quan đến các vấn đề phát huy tài năng trẻ, vai trò của tổ chức và các cấp quản lý trong quá trình chăm lo phát huy phát hiện tài năng trẻ thì rất mong các đồng chí ở đây chúng ta đều là các tài năng trẻ được tham gia đại hội và tham gia diễn đàn thì chúng ta suy nghĩ và chúng ta có các ý kiến để chúng ta làm rõ vai trò chức năng và có thể hỗ trợ với công tác phát triển tài năng trẻ tại các địa phương, tại khu vực làm việc của mình. Ban tổ chức rất là mong muốn các đồng chí có ý kiến tại hội nghị.
À, xin mời đồng chí ạ. Đồng chí có thể sử dụng mic tại màn đấy. Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, kính thưa các đồng chí trong diễn đàn, thì tôi xin tự giới thiệu, tôi là Trần Xuân Thành, sinh năm 1986, là công nhân của công ty cổ phần Super Phúc Phát và Hóa chất Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Tôi đến đây dự đại hội tài năng trẻ hôm nay thì rất là vinh dự. Tôi xin phép được đưa ra hai ý. Ý thứ nhất là cái chia sẻ những cái thành tích đã đạt được của tôi, cũng như là những cái tạo điều kiện của ban lãnh đạo đảng bộ công ty cổ phần Super Phúc Phát Hóa chất Lâm Thao, cùng với là lãnh đạo tỉnh đoàn và lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ. Và cái thứ hai là tôi có cái kiến nghị với đảng, nhà nước, và qua đại hội này mong muốn là chuyển tới các vị lãnh đạo đảng, nhà nước về kiến nghị của tôi trong lĩnh vực về sản xuất phân bón của công ty tôi, cũng như là các doanh nghiệp sản xuất phân bón trong nước. Thứ nhất là cái chia sẻ của tôi thì báo cáo đồng chí là tôi là trực tiếp sản xuất trong dây chuyền sản xuất, nên là cái điều đầu tiên theo quan điểm của tôi ấy, là chúng ta phải yêu nghề. Sau đấy yêu nghề xong đấy thì chúng ta phải tìm hiểu và nắm bắt được dây chuyền công nghệ. Dây chuyền nhà máy công ty của chúng tôi là được xây dựng từ năm 1959 và bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất từ ngày 24 tháng 6 năm 1962. Thì báo cáo đồng chí lúc đấy là Liên Xô xây dựng từ năm đấy đến năm 2020 là 58 năm công ty bước vào sản xuất. Thì cái dây chuyền công nghệ các đồng chí biết là nó có thể là rất lạc hậu. Thế nhưng được sự quan tâm tạo điều kiện chỉ đạo của tỉnh Phú Thọ, rồi tạo điều kiện của tỉnh đoàn, rồi ban lãnh đạo đảng bộ công ty đã dần dần đổi mới các khâu, các công đoạn trong quá trình sản xuất. Thì từ những cái áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật đấy, thì công ty chúng tôi trong những năm vừa qua, từ năm 2011 trở về đây, là đã có 8 cá nhân được vinh danh tại Trung ương đoàn, nhất giải thưởng Quả Cầu Vàng, thứ hai là người thợ trẻ giỏi, cái thứ ba nữa là đại hội tài năng trẻ này, cái thứ tư là giải thưởng Lý Tự Trọng. Thì báo cáo đồng chí là cũng được ban lãnh đạo đảng bộ công ty tạo điều kiện giúp đỡ, nên là có nhiều đồng chí đã có những công trình sáng kiến đóng góp để làm lợi cho công ty và mang lại hiệu quả về an toàn lao động cho công nhân trong công ty. Thì ở đây thì công ty chúng tôi đã cũng hết sức tạo được quan tâm. Thế đấy là cái chia sẻ thôi. Và cái đề nghị thì nó lại gắn với như này. Thứ nhất là công ty chúng tôi là với số lượng cán bộ công nhân viên là hơn 2.000 người, mà bây giờ mà ví dụ như đầu tư về dây chuyền gọi là các công nghệ theo hướng là 4.0 ấy, đầu tư vào cũng được. Thế nhưng ngược lại là cái chính sách an sinh xã hội, bây giờ đầu tư vào ví dụ hơn 2.000 người, thế còn lại là 1.000 người là chúng ta sa thải thì họ làm cái gì? Đấy là một vấn đề. Vấn đề thứ hai nữa là các đồng chí cũng biết là cái luật thuế 71 ấy, là mục đích là của đảng, nhà nước là cái luật thuế đấy đưa ra để nhằm hạ cái giá thành sản phẩm của phân bón trong nước sản xuất. Thế nhưng thực tế là các đồng chí cũng có thể vào báo Nhân dân, các đồng chí đọc và nắm thêm các thông tin, thì chủ trương đường lối là đúng. Thế nhưng mà bây giờ sau khi từ mùng 1 tháng 1 năm 2015 đã đưa vào áp dụng thì đã thấy được một số cái hạn chế. Thứ nhất là cái phân bón, những cái thiết bị vật tư máy móc mà nhập khẩu thì lại không chịu thuế VAT, mà trong đó là những công ty sản xuất trong nước về lĩnh vực phân bón. Ban tổ chức xin phép đồng chí Thành tập trung vào cái diễn đàn chúng ta hôm nay là tập trung vào cái việc vai trò của các tổ chức trong quá trình phát huy, chăm lo, định hướng cho tài năng trẻ. Vâng, xin cảm ơn đồng chí. Thế đấy thì rồi tôi đã kiến nghị là được sự tạo điều kiện quan tâm của ủy ban nhân tỉnh, thì tỉnh đoàn, ban lãnh đạo đảng bộ công ty đã đạt được cái thành tích của công ty đấy. Và sau đây tôi cũng có cái kiến nghị nhỏ về cái luật thuế 71 ấy, thì mong là ban tổ chức diễn đàn này cũng như là đại hội là có ý kiến tới đảng, nhà nước để về cái đấy. Bởi vì chúng tôi ví dụ như áp dụng cái thành tựu khoa học công nghệ vào, đầu tư máy móc vào, thì cái thuế đấy sẽ không chiết khấu, thì đương dưng là
công ty cũng khó để đầu tư máy móc thiết bị vào để sản xuất để đạt hiệu quả năng suất cao hơn, thì đấy là cũng là ảnh hưởng của cái luật thuế 71. Và đồng thời là cũng có nhiều đồng chí ở trong công ty là có những cái đề xuất sáng kiến rất là mới và đưa các thành tựu khoa công nghệ vào trong sản xuất. Thế nhưng vì cái lý do thế nên là đã chưa đưa vào áp dụng được. Thì đấy thì có hai cái, một cái gọi là chia sẻ về kinh nghiệm của tôi, một cái là cái đề xuất kiến nghị. Thì cũng xin chân thành cảm ơn các đồng chí đã chú ý lắng nghe. Và lời cuối cùng là tôi xin được chúc sức khỏe ban tổ chức đại hội cũng như là các đồng chí đại biểu khách quý cùng các đồng chí dự hội nghị diễn đàn ngày hôm nay luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt và phát huy hơn nữa những năng lực, khả năng của mình trong từng lĩnh vực của cá nhân, góp phần vào việc xây dựng, bảo vệ đất nước. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí. Vâng, sau ba cái bài tham luận cũng rất là hay, một ý kiến đóng góp trực tiếp, chúng ta bắt đầu vào cái nội dung ngày hôm nay, chính là bồi dưỡng, chăm lo và phát huy tài năng trẻ. Chúng ta nhìn thấy rằng chúng ta đều nhận định có những cái vấn đề, có những cái vai trò rất là quan trọng của tổ chức, của cấp quản lý và của từng cá nhân. Mỗi một cấu phần, một thành phần này thì tạo lên những cái vai trò rất quan trọng trong việc phát triển tài năng trẻ của Việt Nam chúng ta. Sau đây thì cũng mời đồng chí Hà Đăng Quyền tiếp tục mời các cái báo cáo tiếp theo. Chúng ta sẽ làm đến báo cáo tới và chúng ta sẽ có một cái giải lao. Sau đó thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái chương trình tiếp theo, có một cái tiết mục văn nghệ. Vâng, xin mời anh Quyền. Kính thưa các đồng chí, chúng ta vừa được nghe tham luận trực tiếp tại hội diễn đàn của đồng chí Trần Xuân Thành, đơn vị công ty cổ phần công ty Super Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao, tỉnh Đoàn Phú Thọ. Thì rất cảm ơn đồng chí đã có, thứ nhất là chia sẻ với mọi người về sự hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo công ty Super Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao trong quá trình nâng tầm này và tạo điều kiện cho các tài năng trẻ của mình phát triển, phát huy những cái sáng kiến cải tiến của mình. Và sau đây thì để làm rõ hơn một số vấn đề liên quan đến cái phát triển, phát huy tài năng trẻ, thì xin mời đại biểu Đoàn Văn Trường, Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa lên có ý kiến tham luận. Xin mời đồng chí. Tôi xin phép để hạn chế thời gian thì có thể tôi sẽ tham luận trực tiếp ở đây luôn một số ý kiến. Kính thưa tất cả quý vị đại biểu, thưa toàn thể đại hội, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Đoàn Văn Trường, chuyên môn là tiến sĩ và chuyên ngành xã hội học, hiện nay đang công tác tại Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Thì vừa rồi được nghe ba tham luận cũng như là ý kiến của một đồng chí ở Phú Thọ thì tôi cũng rất là tán thành với trên cái quan điểm như vậy. Thì tôi thấy rằng là cái thực chất hiện nay để đi sâu vào trong cái việc mà phát huy cái tài năng trẻ thì chúng ta cần phải có một trong những cái định hướng rõ ràng, và để mà phát hiện ra được những cái định hướng và từ những cái thực trạng đấy thì chúng ta sẽ phải tìm ra những cái giải pháp trong thời gian tới để chúng ta có thể là phát huy và nhân rộng nhất những cái để cho tài năng trẻ có cái cơ hội để phát triển. Thế thì cái vấn đề phát huy tài năng trẻ này thì trong những năm gần đây thì có thể nói là đến thời điểm hiện tại bây giờ, đây là những cái thời kỳ có thể nói là hoàng kim nhất, tức là cái sự đầu tư và quan tâm của Đảng, Chính phủ, Nhà nước cũng như các cái tổ chức cũng như là tổ chức Trung ương Đoàn chúng ta thể hiện cái sự quan tâm rất là sâu sắc đến cái vấn đề phát huy tài năng trẻ trong cái thời gian gần đây. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy được là một cái câu chuyện rằng là ở đây thì tôi có trong cái tham luận thì tôi có dẫn chứng một cái nghiên cứu của một cái tác giả đi trước, thì người ta dẫn chứng rằng là ở Hà Nội, tức là ở Hà Nội chúng ta đây, thì trong hơn 10 năm trải thảm đỏ để kêu gọi các nhân tài mới chỉ thu hút được 103 thủ khoa trên tổng số là 1.203 em, tức là nó chỉ chiếm một cái tỷ lệ rất là nhỏ là 10% thôi. Và chúng ta biết là Đà Nẵng cũng là một cái thành phố cũng là thu hút trọng dụng nhân tài trong những năm gần đây. Tuy nhiên thì cái báo cáo của nghiên cứu đi trước cũng cho thấy rằng là sau hơn 7 năm thực hiện cái chính sách chiêu hiền các cái nhân tài này thì cũng chỉ thu hút được 500 thạc sĩ và sinh viên khá giỏi về làm việc. Vậy thì với cái số liệu mà chỉ lấy ở hai thành phố lớn trực thuộc trung ương như Hà Nội và Đà Nẵng như vậy thì chúng ta thử xem là đấy là những cái nơi mà có thể là dễ dàng để thu hút nhân tài nhất so với các cái địa phương còn khó khăn hơn. Nhưng mà tại sao mà không thể chiêu sĩ được các cái hiền tài về thì chúng ta cần phải nhìn lại và đánh giá. Tuy nhiên thì ở đây thì tôi sẽ không bàn sâu đến cái vấn đề về thực trạng này, nhưng mà tôi sẽ chỉ ra một số các cái giải pháp định hướng và kết hợp luôn để chúng ta thấy được.
Ở đây thì đối với bài tham luận đây thì tôi chỉ ra 9 cái giải pháp. Thứ nhất đó là về chính phủ, chúng ta cần phải ban hành các cái quy định thống nhất thế nào là khái niệm về nhân tài và nhân tài đó là gì, và chúng ta phải có những cái khung quy chế pháp chế để ưu đãi cho để phát hiện và thu hút trọng dụng những cái nhân tài có trọng tâm và trọng điểm, nhất là các lĩnh vực khoa học mũi nhọn để phục vụ phát triển nhanh và bền vững, để chúng ta có thể là phù hợp để có thể là sử dụng và đãi ngộ nhân tài một cách phù hợp với từng ngành, từng lĩnh vực và nhu cầu phát triển của từng địa phương. Tức là chúng ta phải quan tâm các yếu tố về các từng ngành và mũi nhọn, đi sâu và tập trung các từng ngành. Với thứ hai nữa là chúng ta cần tạo môi trường học tập và nghiên cứu phù hợp. Và theo tôi thì cái điều kiện học tập và nghiên cứu tốt sẽ giúp phát triển các năng khiếu và tư duy sáng tạo, định hướng cho tài năng trẻ để phát triển. Và đồng thời cũng cần xem xét đầu tư và xây dựng, thiết lập môi trường, tạo điều kiện đáp ứng phù hợp với xu thế trong các cái cơ quan nhà nước. Và chúng ta có thể nhận thấy rằng là hiện tượng chảy máu chất xám hiện nay đang xảy ra, và thực tế điều này thì dễ chấp nhận thôi và nó dễ thông cảm. Ở đây thì có bạn Hằng là quán quân Olympia năm 2020, cũng là mùa 20, thì rất là nhiều trong thời gian gần đây thì rất là nhiều các cái bài báo trên mạng xã hội, các cái đăng tải trên mạng xã hội, người ta thống kê rằng là trong 18 mùa giải thì chỉ có 3 người quay trở lại sau khi đạt quán quân Olympia và chỉ quay trở lại Việt Nam thôi. Thì ở đây thì tôi bỏ ngỏ một câu hỏi rằng là vì sao, thì chúng ta sẽ tự tìm hiểu về nguyên nhân vì sao mà người ta lại không muốn quay trở về. Và tất nhiên thì mỗi người đều có một lý do, nhưng mà có những người thì người ta trả lời rằng là không nhất thiết là cứ phải ở Việt Nam thì mới cống hiến cho Việt Nam, có thể họ nước ngoài nhưng họ vẫn cống hiến cho Việt Nam. Và còn rất là nhiều cái ý kiến trái chiều khác. Thì chúng ta có thể là thấy được là cái sự hiện tượng chảy máu chất xám hiện nay thì đó là chúng ta chưa có một cái môi trường tốt để cho họ có thể làm việc. Thứ ba nữa là các cái cơ chế, đặc biệt đó là thực chất thì tất cả mọi thứ thì đều nó không mang tính chất thực dụng, nhưng mà nó đều phải mang một ý nghĩa và nó đều phải quy về một cái giá trị. Theo tôi đó là một cái giá trị về kinh tế hay là tiền lương hay là thu nhập để cho cái đội ngũ mà tài năng này họ có thể là đủ cái điều kiện về cơ sở vật chất để họ có thể là phát huy và kích thích cái sự phát triển tiềm năng của họ được. Nếu như mà với cái giá trị và tiền lương thấp và với cái chất xám họ bỏ ra nó không tương đồng nhau thì đồng nghĩa với việc là nó khó có thể là kích thích họ có thể là phát triển hết được cái tiềm năng được. Ví dụ như chất xám họ đáng là phải trả là 1.000 đô nhưng mà đến 2.000 đô, thậm chí là 5-10.000 đô tùy vào lĩnh vực khoa học công nghệ khác nhau, nhưng mà chỉ trả cho họ chỉ bằng 1/10 cái số đó thôi thì đương nhiên là đam mê và nhiệt huyết nó sẽ giảm xuống rất là nhiều. Chính vì vậy mà cái ý kiến thứ ba của tôi đó là phải có cái cơ chế chính sách đãi ngộ tiền lương phù hợp đối với cái đội ngũ tài năng trẻ này. Và cái ý kiến thứ tư của tôi đó là cần nâng cao hiệu quả hoạt động. Cái này thì trực tiếp đó là quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam và các quỹ, các hình thức tổ chức hiện nay, thì cái quỹ này thì chúng ta phải là vận động tất cả các cái nguồn lực xã hội để chăm lo đời sống vật chất và xây dựng cái quỹ này nó mạnh để chúng ta có thể là kích thích cái sự phát triển của cái đối tượng tiềm năng này. Thứ năm nữa là từ chúng ta bố trí cái nguồn kinh phí thỏa đáng để thực hiện các cái chính sách này. Hiện nay thì tôi biết được là cái nguồn kinh phí để chúng ta hỗ trợ cho các đối tượng này thì cho các cái tài năng trẻ thì là cũng là khá là lớn. Tuy nhiên thì nó vẫn chưa tương xứng, và trong thời gian tới thì cần tiếp tục phải, chúng ta cần phải phân bổ và xin Trung ương, Chính phủ, Bộ Tài chính chúng ta phải đầu tư thêm những cái khoản kinh phí mà nó sát đáng hơn đối với các cái đối tượng này. Tiếp theo đó là cái xây dựng một môi trường làm việc dân chủ và thân thiện, có sự tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau và cùng đưa ra một ý tưởng và cộng tác để thực hiện ý tưởng. Theo tôi thì một môi trường làm việc khuyến khích ấy, thì nó sẽ một môi trường tốt thì nó sẽ khuyến khích sự sáng tạo tốt và nó không có cái sự đố kỵ và tạo điều kiện cho người tài thăng tiến và cống hiến, thì đó là yếu tố quyết định để giữ chân và phát huy tài năng. Tuy nhiên thì hiện nay thì tôi cũng phải nói thật và nói thẳng vấn đề, tức là vấn đề phát hiện và tài năng thì không phải là tất cả, nhưng mà một bộ phận, chúng ta hay dùng là một bộ phận không nhỏ, tức là nhân tài thì rất là giỏi nhưng mà có một bộ phận không nhỏ, tức là vẫn có những cái đối tượng là đố kỵ và kìm hãm cái sự thăng tiến cũng như là không muốn cho những cái tiềm năng này có phải phát triển được, cho nên là cái điều này thì làm cho cá nhân hoặc là một cái cá nhân nào đấy tài năng thì họ sẽ cảm thấy là sẽ rất là nản chí khi mà cái bước đường của họ, cống hiến của họ nó không được ghi nhận, hoặc là có những người mà gáng bước họ
thì là chắc chắn là sẽ rất là khó để cho họ có thể là tiếp tục để giữ lại một môi trường như vậy. Tiếp theo đó là ở này thì cái này thì tôi cũng có một cái giải pháp, đó là đối với thực tế những các cái địa phương hiện nay, nhất là những cái địa phương mà đang còn nghèo, mà chúng ta ví dụ như là chị gì ở bệnh viện đa khoa bệnh viện mắt của Quảng Trị ấy, thì đấy là một trong những cái địa phương mà tôi thấy rằng là nên khuyến khích những cái hiền tài và nhân sĩ. Đấy là những cái địa phương nghèo thì chúng ta phải cần phải đẩy mạnh thu hút chất xám. Vậy thì cái thu hút chất xám ở đây thì hơn ai hết đó là người đứng đầu. Người đứng đầu các cái cơ quan đơn vị thì là trong cái việc tuyển dụng và tuyển dụng cán bộ ấy, thì chúng ta phải là gắn với thẩm quyền và gắn với việc tuyển dụng để qua đó có thể là tuyển dụng được những nhân tài có chất lượng, đủ các tài năng và phẩm chất để cống hiến cho địa phương. Thì chúng ta có thể là xét biên chế này, ưu tiên cộng điểm thi, tránh những trường hợp mà tài năng trẻ bị trụ lại các thành phố lớn, trung tâm. Thế thì nếu như mà các cái địa phương thì hiện nay thì rất ít các tỉnh thành, chủ yếu là Đà Nẵng, thì chúng ta thấy là mô hình đầu tiên thì có thể là làm được cái điều này rất tốt, nhưng mà cái tỷ lệ thu hút cũng đang còn hạn hẹp. Chứ còn nếu như mà các cái tỉnh mà nghèo, ví dụ như là Quảng Trị hay là một số tỉnh có GDP thấp ấy, thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà thu hút hiền tài thì nó lại càng khó hơn. Và họ, tôi không dừng lại ở điểm là họ sẽ đi ra nước ngoài, nhưng mà để mà họ sẽ không trụ ở lại những địa phương mà nơi mình sinh ra đâu, mà họ sẽ chọn những thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng hay Cần Thơ, những thành phố trực thuộc trung ương, vì là cái cơ chế chính sách của người đứng đầu nó sẽ làm hạn chế. Vì vậy mà người đứng đầu cần phải có những cái chính sách ưu tiên và tuyển dụng và làm tốt hơn nữa. Tất nhiên là đã làm rồi nhưng mà sẽ phải làm tốt hơn nữa và công khai minh bạch, giống như là Đà Nẵng cũng là một mô hình rất là tốt. Vậy thì đấy là một số các ý kiến. Và kết thúc thì tôi cũng có một cái trích dẫn một cái câu nói, đó là hiền tài nguyên ký của quốc gia. Đó là chúng ta biết câu nói này nổi tiếng của một vị tiến sĩ thời Lê ạ. Và qua bao nhiêu thế kỷ thực tiễn thì chúng ta vẫn thấy rằng là cái câu nói này thì nó vẫn trường tồn, và nó chứng minh cái sự hưng thịnh của đất nước chính là nhờ vào trí tuệ của con người. Và điển hình chúng ta thấy rõ nhất đó là một cái quốc gia điển hình như là do người Do Thái ở Israel hay Singapore ấy, những cái quốc đảo rất là bé nhỏ trên thế giới, và chúng ta cũng và nhưng mà họ là một cái cường quốc mà có cái chất xám và cái sự phát triển rất là hùng mạnh. Và đó là những cái nước mà có nhiều người tài năng và có những chính sách và trọng dụng nhân tài qua từng thời kỳ và từng giai đoạn. Và chúng ta cũng như vậy, và ở trong giai đoạn này thì đất nước đang đi lên đổi mới, mục tiêu cơ bản nhất đó là chúng ta phải tiến hành quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đưa đất nước đi lên trở thành có những chính sách đãi ngộ phù hợp nhằm tạo động lực cho lớp trẻ và giữ được cái nguyên khí của con đồng cháu tiên. Và đó cũng là những ý kiến cơ bản trọng tâm của tôi, và rất là cảm ơn sự lắng nghe của toàn thể đại hội, và xin kính chúc đại hội chúng ta có một buổi thảo luận thành công và tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn ý kiến của đồng chí Đoàn Văn Trường. Đồng chí Đoàn Văn Trường đến từ trường Đại học Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Thanh Hóa, vừa có những ý kiến phát biểu, đó là những vấn đề đặt ra và một số giải pháp. Em xin kính chào tất cả quý vị đại biểu. Sau đây em xin phép trình bày tham luận của mình, và trước khi trình bày thì em xin phép giới thiệu, em tên là Nguyễn Quốc Thạch, hiện đang là sinh viên năm 3 trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Huế và là đại biểu của đoàn Thừa Thiên Huế. Sau đây em xin phép trình bày về tham luận của mình. Trong khuôn khổ của diễn đàn ngày hôm nay, em xin phép tập trung trình bày về vấn đề là công tác phát hiện và tôn vinh tài năng trẻ. Kính thưa quý vị đại biểu, tài năng trẻ là những thanh thiếu niên thiếu nhi có năng lực sáng tạo, có năng khiếu vượt trội và phát triển, và có triển vọng để phát triển, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước. Họ là niềm tự hào, hãnh diện của đất nước, là tiềm năng dồi dào và là nguyên khí của quốc gia. Không chỉ vậy, tài năng trẻ còn là thế hệ được gửi gắm biết bao hy vọng, niềm tin về một xã hội mới phát triển thịnh đạt hơn, có nhiều thành quả sáng tạo mới mẻ hơn. Đảng và nhà nước đã và nhân dân luôn dành trọn niềm tin yêu, đặt kỳ vọng lớn lao vào các thế hệ tài năng trẻ của đất nước. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại cùng với quá trình toàn cầu hóa đang diễn ra với quy mô vận tốc nhanh chóng, đội ngũ tài năng trẻ sẽ là một trong những nguồn lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của đất nước, từ đó làm giàu mạnh nền kinh tế cũng như vị thế của đất nước trong trường quốc tế. Như Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 2015
Tòng Thị Phóng đã nhấn mạnh việc phát hiện, quản lý, bồi dưỡng và sử dụng tài năng trẻ trở thành vấn đề chiến lược có tầm đặc biệt quan trọng đối với đất nước, và cũng theo nghị quyết của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 11, phát triển nhanh chóng nguồn lực, nhất là nguồn năng lực có chất lượng cao, là một trong ba khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Và bàn về những công tác phát hiện và tôn vinh tài năng trẻ, thì trong nhiều năm qua, các cấp từ trung ương đến địa phương đã có nhiều cố gắng chủ động tham gia có hiệu quả vào công tác tài năng trẻ. Các hoạt động, cuộc thi, giải thưởng dành cho tài năng trẻ, gương mặt trẻ ngày càng đa dạng và phong phú. Các hoạt động phát hiện, biểu dương và tôn vinh được các tổ chức thực hiện khá là tốt ở nhiều cấp, nhiều nơi và đạt được nhiều thành quả và hiệu ứng tích cực. Tuy nhiên cũng còn những hạn chế, và sau đây em xin phép trình bày những thành tựu cơ bản. Thứ nhất là tiêu biểu nhất trong công tác này là có nhiều chương trình, nhiều giải thưởng được tổ chức nhằm tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng tài nhân tài cho đất nước. Một số chương trình hoạt động có thể kể đến như là kỳ thi Olympic quốc gia và quốc tế, giải quả cầu vàng, giải thưởng Sao Tháng Giêng, giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, giải thưởng Lý Tự Trọng. Công tác này đã tìm kiếm và tôn vinh, tạo dựng được một thế hệ trẻ những tài năng. Đơn cử như là theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2018, có 38 trên 38 lượt học sinh thuộc 7 đội tuyển tham dự Olympic khu vực và quốc tế đạt được nhiều huy chương. Bên cạnh đó, các tổ chức xã hội cũng có nhiều chương trình, nhiều hoạt động nhằm tạo sân chơi và tìm kiếm nhân tài trẻ ở nhiều lĩnh vực khác nhau, kể cả học thuật, nghệ thuật, đạt được hiệu ứng tích cực trong cộng đồng như là chương trình Đường lên đỉnh Olympia, Robocon Việt Nam, Tìm kiếm tài năng Việt Nam, hay các chương trình tìm kiếm tài năng trong lĩnh vực giải trí như Người Mẫu Việt Nam, Giọng Hát Việt. Ngoài ra, các cấp bộ đoàn luôn chủ động tham mưu trao đổi về quản lý tài năng trẻ để hỗ trợ đầu tư, tạo điều kiện học tập, công tác phù hợp đối với các tài năng trẻ đó. Và công tác giáo dục chuyên môn, đào tạo tư tưởng, bồi dưỡng nhân tài, hỗ trợ khởi nghiệp hay thực hiện các dự án cho những thanh thiếu niên được thực hiện ở hầu hết các cấp, các tỉnh thành. Bên cạnh đó, có nhiều tổ chức phi chính phủ, nhiều cá nhân, tập thể luôn nỗ lực thực hiện các hoạt động phi lợi nhuận vì cộng đồng như hỗ trợ giúp đỡ trong công tác phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, hỗ trợ cho các học sinh, sinh viên. Nhìn chung thì công tác phát hiện và tôn vinh tài năng trẻ nhận được sự quan tâm lớn của nhà nước, của đoàn thể và của cả những cá nhân tổ chức trong xã hội. Công tác này diễn ra sôi nổi, đạt nhiều thành tựu. Bên cạnh các thành tựu đó thì vẫn còn những khiếm khuyết hay những quan ngại. Sau đây em xin trình bày ba quan ngại của cá nhân. Thứ nhất, các công tác phát hiện tôn vinh tài năng trẻ thường tập trung vào các cá nhân, những thanh thiếu niên tiêu biểu là đúng đắn, cần thiết nhưng chưa đủ, bởi vì những người trẻ khác trong xã hội có tài năng ở nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng chưa có cơ hội để thực hiện, phát huy hết tiềm năng, và có nhiều tài năng nhưng chưa được phát hiện hoặc chưa được trọng dụng. Để Việt Nam trở thành một đất nước mà dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh thì cần có sức mạnh, sự đoàn kết của toàn bộ thanh niên Việt Nam. Điều này có nghĩa là cần phải có những chiến lược, hoạt động để tập hợp được sức mạnh của mỗi gương mặt trẻ Việt Nam để họ sống đúng đắn, cống hiến, và để mỗi cá nhân có thể dùng tài năng riêng để góp sức mình cho đất nước. Và để đạt được điều này thì cần có ý thức của mỗi cá nhân cũng như là những hỗ trợ của gia đình, xã hội, và đặc biệt là đội tiên phong là tổ chức đoàn và các tổ chức thanh niên do đoàn làm nòng cốt. Bên cạnh đó thì trong xã hội tình hình hiện nay, để nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức và phát triển đổi mới trong thời kỳ và phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ đổi mới thì em nghĩ rằng cần có những diễn đàn để giao lưu với các tài năng giữa các quốc gia trên thế giới nhằm tiếp thu kiến thức, học hỏi kinh nghiệm. Vấn đề thứ hai đó là công tác phát hiện tôn vinh tài năng trẻ cần gắn liền chặt chẽ với việc đào tạo, bồi dưỡng, và đặc biệt đó là giữ gìn, thu hút tài năng trẻ để họ cống hiến cho đất nước. Và liên quan đến vấn đề này thì có một hiện thực đáng quan ngại, đó là chảy máu chất xám. Sự thất thoát một nguồn nhân lực quý giá này ảnh hưởng nghiêm trọng đối với mức độ phát triển của đất nước. Đây là vấn đề mà công tác tài năng trẻ cần quan tâm. Vì thế cần có những chương trình, các hoạt động thiết thực để làm cho những nhân tài ấy có cái nhìn tích cực hơn về đất nước và tạo điều kiện cho họ phát huy được tài năng và cống hiến cho xã hội. Một vấn đề thứ ba đó là cần quan tâm đối với công tác tài năng trẻ, đó là cần có những đề tài nghiên cứu khoa học sâu sắc
có giá trị về các khía cạnh khác nhau liên quan đến công tác này. Thực tế cho thấy có ít đề tài nghiên cứu chuyên sâu về công tác tài năng trẻ để có thể nâng cao hiệu quả và thực hiện tốt các đề án. Cùng với việc phát hiện, tôn vinh, bồi dưỡng nhân tài thì cần có những đề tài nghiên cứu mang tính khoa học với các dữ liệu, thông tin hay thực nghiệm xác đáng nhằm có những nhận thức đúng đắn và có giải pháp thiết thực phù hợp cho thực tiễn. Đó là những ý kiến dưới góc nhìn cá nhân của em. Và cuối cùng thì em xin chúc tất cả quý vị đại biểu mạnh khỏe, chúc đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp. Em xin hết ạ. Trân trọng cảm ơn đại biểu Nguyễn Quốc Thạch. Nghe toàn văn bài trình bày của đại biểu thì chúng tôi cũng thấy rằng đại biểu đã đầu tư rất là nhiều thời gian, tâm huyết để viết cái bài trình bày của mình. Và cái bài trình bày của đại biểu cũng thực sự đã lan tỏa được những cái khái niệm rất là rõ ràng, những cái chiến lược rất là chắc chắn và đúng đắn để làm sao chúng ta có thể phát triển, phát hiện được các tài năng trẻ và chúng ta có thể phát huy được tài năng của họ cũng như là bồi dưỡng họ. Bên cạnh là phát hiện những tài năng trẻ, chúng ta trong từng cái hoàn cảnh cụ thể thì chúng ta cũng phải phát hiện, cố gắng phát hiện được tất cả các tài năng trẻ trong tất cả các lĩnh vực khác nhau. Và quan trọng hơn thế nữa chính là xây dựng được một khối đại đoàn kết trong tài năng trẻ, trong các bạn trẻ, cũng như trong bạn giữa các bạn trẻ với các thế hệ khác để chúng ta có một khối đoàn kết vững mạnh, có thể phát triển được rất là để có thể phát triển được những cái đem lại những cái lợi ích cho cộng đồng, xây dựng sự phát triển của tập thể và hơn thế nữa chính là phát triển của quốc gia. Do cái chương trình, cái thời gian cũng có hạn, đặc biệt là chúng ta phải chuẩn bị cho chương trình buổi chiều cũng như là tăng cái khả năng để các đại biểu có thể thảo luận trực tiếp, thì ban tổ chức xin phép là bỏ qua cái phần chúng ta giải lao, chúng ta xin phép đi vào cái phần tiếp theo. Xin mời đại biểu Nguyễn Văn Nhị, Hà Đăng Quyền ạ. Mời đại biểu Hà Đăng Quyền có bài trình bày tham luận của mình ạ. Xin phép được gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe đến các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các đồng chí có mặt tại diễn đàn ngày hôm nay. Rất vui và vinh dự cho tôi được thay mặt cho tuổi trẻ của tỉnh Phú Thọ được trình bày tham luận về công tác phát hiện và tôn vinh tài năng trẻ của tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2020 đến hiện nay. Thì tôi xin phép có hai ý kiến được trình bày. Thứ nhất là về công tác bồi dưỡng, phát hiện và phát huy những cái tài năng trẻ trong tỉnh. Thứ hai là về công tác đào tạo và định hướng cũng như là hỗ trợ cho những công nhân có tài năng trẻ tại công ty cổ phần gạch Mentasa. Thứ nhất là xin phép được trình bày với các đồng chí là về cái công tác là phát hiện và tôn vinh tài năng trẻ tại tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015-2020. Thì thể chế hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước, công tác tài năng trẻ tại tỉnh Phú Thọ được Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ là rất là quan tâm. Và trong 5 năm từ năm 2015 đến 2020 thì có tổng cộng là 598 tài năng trẻ trong các lĩnh vực, trong các được ưu tiên, được phát triển với phương châm là học tập nghiên cứu khoa học trong các ngành, các nghề như là văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao là rất được quan tâm, được ưu tiên và phát triển. Trong khối thanh niên là công nhân viên chức, phong trào ba trách nhiệm, tuổi trẻ sáng tạo góp phần bồi dưỡng nhiều đoàn viên thanh niên trở thành những công chức viên chức trẻ tiêu biểu. Xin phép các đồng chí tôi bỏ khẩu trang để các đồng chí nghe. Trong đó thì trong vòng 5 năm thì đã có 3 đồng chí được Trung ương Đoàn xét trao thưởng là cán bộ công chức viên chức giỏi. 2 đồng chí đạt giải khuyến khích tại hội thi tin học trẻ toàn quốc. Trong khối thanh niên công nhân và đô thị từ phong trào là luyện tay nghề, thi thợ giỏi, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được xuất hiện rất nhiều các bàn tay vàng, nhiều tấm gương lao động sáng tạo, đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả. Trong giai đoạn 2015-20 thì đã có 8 đoàn viên thanh niên tiêu biểu được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tôn vinh vì thành tích xuất sắc trong các phong trào là kinh doanh, lao động giỏi, tiến bộ khoa học và nhận được các giải thưởng như Lương Đình Của. 10 thanh niên tiêu biểu đạt được danh hiệu là người thợ trẻ giỏi. Trong khối thanh niên học đường thì phong trào học sinh ba tốt, học sinh ba rèn luyện đã góp phần đào tạo được bồi dưỡng được rất nhiều các tài năng trẻ. Và tiêu biểu trong giai đoạn 2015-20 đã có 1 giải nhất, 1 giải nhì và 5 giải ba trong cuộc thi thanh niên, sáng kiến thanh niên nhi đồng cấp trung ương
trong đó có em Nguyễn Thị Thu Nga, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương tỉnh Phú Thọ đã đạt giải khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi Olympic quốc tế. Trong khối thanh niên ở lực lượng vũ trang nhân dân thì phong trào giành 3 đỉnh cao quyết thắng, 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân góp phần để thanh niên rèn bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, được nhiều sĩ quan, chiến sĩ giỏi trưởng thành. Khối doanh nhân trẻ đã nêu cao được tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, lòng tự tôn dân tộc, năng động sáng tạo, chủ động hội nhập quốc tế, mạnh dạn áp dụng được các thành tựu khoa học kỹ thuật và trong quá trình làm việc, phát triển kinh tế cũng như là quá trình tham mưu cho lãnh đạo để phát triển các công nghệ, áp dụng các công nghệ kỹ thuật trong quá trình làm việc cũng như là xây dựng cơ quan đơn vị. Bên cạnh đó thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn và Hội đồng đội tỉnh đã chỉ đạo Trung tâm Thanh thiếu nhi Hùng Vương chủ động triển khai tìm kiếm và phát hiện được các tài năng trẻ ở nhiều lĩnh vực khác nhau như là văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Từ đó thì thông qua các hoạt động đã tập hợp nhiều thanh thiếu nhi có khả năng tham gia các câu lạc bộ do Trung tâm Thanh thiếu nhi Hùng Vương tổ chức. Thưa các đồng chí, thì từ năm 2014 thì công ty cổ phần gạch Mentasa bắt đầu đi vào hoạt động. Ngành nghề chính là sản xuất các loại gạch ốp lát cao cấp. Thì đối với ngành gạch của Việt Nam thì công ty cổ phần gạch Mentasa là một công ty gọi là rất là non trẻ trong ngành. Nhưng nhờ cái việc mà từ khi trong quá trình xây dựng và phát triển ấy, thì ban lãnh đạo công ty đã định hướng là áp dụng các công nghệ kỹ thuật tiên tiến vào trong quá trình sản xuất, nên là chỉ trong vòng 5 năm từ năm 2014 đến năm 2019 thì công ty cổ phần gạch Mentasa đã nằm trong top 5 Việt Nam các công ty là sản xuất gạch lớn nhất Việt Nam. Thì công ty cổ phần gạch Mentasa thì luôn luôn quan tâm đến phong trào phát huy sáng kiến cải tiến, lao động giỏi, lao động sáng tạo. Hàng năm thì đoàn thanh niên đều tham mưu cho công ty tổ chức phát động phong trào đến toàn thể người lao động, từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh việc áp dụng các cải tiến kỹ thuật, nâng cao tay nghề chủ động sáng tạo trong công việc, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động và đảm bảo an toàn trong quá trình lao động. Trong phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đoàn thanh niên công ty triển khai từ tất cả các đoàn viên thanh niên trong công ty, và trong giai đoạn 2015-20 thì công ty đã ghi nhận khoảng 70 sáng kiến, và tổng cái giá trị làm lợi của 70 sáng kiến này nó trên 120 tỷ đồng. Và tổng cái giá trị làm lợi 120 tỷ đồng thì đối với quan điểm ban lãnh đạo công ty ấy, là có sáng kiến cải tiến thì được áp dụng và được đưa vào sản xuất đại trà, thì tất cả những người lao động có sáng kiến cải tiến đều sẽ được nhận thưởng, và tổng số tiền thưởng là trên 1 tỷ đồng cho 70 cái sáng kiến cải tiến này. Ví dụ như là cái đề tài nghiên cứu chỉnh cái bài liệu xương và chu kỳ lò giúp đem lại hiệu quả sản xuất, và cái nguyên cái sáng kiến cải tiến này nó làm lợi cho công ty là trên 11 tỷ đồng trên một năm, được áp dụng vào thực tế công ty, làm thứ nhất là tăng năng suất, thứ hai là tăng chất lượng sản phẩm. Thì ở đây những có thể là các anh chị chúng ta hiện tại là đang làm việc tại rất nhiều ngành nghề khác nhau, nhưng nếu như mà có một ai mình có liên quan đến ngành nghề vật liệu xây dựng ấy, thì tôi khẳng định là với cái chất lượng và tôn chỉ của công ty cổ phần Mentasa là tâm sáng, tương lai sáng, chúng tôi làm việc bằng uy tín, bằng chất lượng, nên là đã gây dựng được tiếng vang rất là lớn trên cái thị trường Việt Nam trong vòng 5 năm vừa qua. Và từ những cái sáng kiến cải tiến đó ấy, thì đã giúp cho cái người công nhân chúng tôi nâng được cái mức lương từ năm 2017 là chỉ là 6.800.000 đồng trên một năm, trên một người trên một tháng, nhưng năm 2018 nó đã tăng lên là 7.500.000 đồng trên một người trên một tháng, và đến tháng 11 năm 2020 thì cái tiền lương dành cho người công nhân lao động nó lên 8.500.000 đồng trên một người trên một tháng, không kể các loại phúc lợi và các chi phí khác chăm lo cho người lao động. Ví dụ như là ban chấp hành công đoàn và công ty ấy, có mua thêm rất nhiều các chế độ khác cho người công nhân. Ví dụ như là công ty chúng tôi có mua thêm các ví dụ là gói chăm ngoài các bảo hiểm mà theo quy định của nhà nước, chúng tôi mua thêm các gói chăm sóc cho người lao động. Nên là cái quan điểm của lãnh đạo là quan tâm và chăm lo cho người lao động. Thứ hai là khi mà mọi người tập trung vào công việc có sáng kiến cải tiến thì được phát huy sáng kiến cải tiến của mình là một. Thứ hai là được khen thưởng. Nên là cái phong trào phát huy sáng kiến cải tiến của công ty là được lan tỏa rộng rãi trong tất cả cán bộ công nhân viên, mọi người rất là hăng say làm việc và nâng cao cái sản lượng chất lượng của mình, và gần như là trong năm 2020 này thì tất cả các tháng người lao động đều được thưởng thêm sản lượng và chất lượng, tức là sau khi mà chúng tôi có định mức, nếu như người lao động chúng ta vượt được định mức thì chúng ta sẽ được thưởng về chất lượng sản lượng, thì từ những cái thưởng như thế thì người công nhân người ta sẽ tập trung để làm việc. Và tôi có nghe được trong các bài tham luận của mọi người ấy, mọi người đều nói là cái việc chảy máu chất xám
của mình đang rất là nguy cấp cái vấn đề này. Nhưng mà để đảm bảo được cái vấn đề này thì tôi nghĩ là đầu tiên là quan điểm của từ phía cấp trên, sau đó là quan điểm của người lãnh đạo của mình phải biết là chăm lo cho những người có tài năng và phát huy tài năng của người ta. Đôi có những người ta rất có tài, nhưng nếu mình không phát huy được tài năng của người ta, tự nhiên sẽ làm lãng phí cái tài năng đó và không áp dụng được vào cái điều kiện làm việc của mình. Thì ngoài cái việc mà phát huy được tài năng người ta thì mình phải có cái cách nào đó để cho cái tài năng người ta phải đi liền với những cái gì người ta nhận được. Có những người rất tài năng nhưng mình không, người ta không nhận được gì cả thì người ta sẽ không bao giờ muốn cùng với đơn vị của mình. Như kiểu là có một bài tham luận vừa nói là đầu tiên là phải tâm huyết với công việc. Mình phải tâm huyết công việc thì mình nghĩ là công việc đang cần phải làm gì, mình phát huy nó, mình phát huy sở trường của mình cùng với những người công nhân của mình, cùng với tinh thần đồng đội của mình đưa những cái công việc của mình thực tế có thể cải tiến được ở những công đoạn nào, phải là người trực tiếp làm việc mới được. Chứ còn nếu như ở đây chúng ta chỉ nhìn ở một cái phía rộng là nhìn ở phía trên xuống, thấy công việc nó đang rất đều, nhưng nếu như mà thực tiếp người công nhân người ta sẽ biết là công việc nó đều, nhưng đều ở mức nào và xử lý ở mức nào. Đấy là quan điểm của người lãnh đạo chỉ đạo được những người tài, chỉ đạo được những người có thể áp dụng được sáng kiến cải tiến vào làm việc. Kính thưa các đồng chí, để những cái sáng kiến cải tiến làm lợi như vậy, đoàn thanh niên công ty cũng đã nhận thức sâu sắc được yếu tố con người là yếu tố quyết định của cái công việc mà phát huy phát triển và đào tạo tài năng trẻ. Vậy đoàn thanh niên công ty luôn chủ động tham mưu cho ban lãnh đạo công ty xây dựng đội ngũ lao động có trình độ cao, tác phong công nghiệp, chủ động tiếp thu các khả năng nghiên cứu triển khai áp dụng các công nghệ hiện đại, và để kích thích khả năng sáng tạo tiềm ẩn trong mỗi người thì không có gì tốt hơn là cách truyền lửa cho họ. Thường thì đoàn thanh niên chúng tôi mỗi một chi đoàn thì chúng tôi đều sẽ có những buổi họp hàng tháng truyền thông đến mọi người, hỗ trợ mọi người, chưa kể các buổi giao ban này, các buổi đào tạo đến anh em công nhân. Thứ nhất là quy trình làm việc, vị trí làm việc và lao động an toàn. Chúng tôi luôn đặt phương châm lao động an toàn lên hàng đầu. Chúng ta phải chăm lo cho người lao động để người ta thấy là mình luôn luôn được quan tâm thì mọi người sẽ nhiệt huyết hơn và yêu quý công ty của mình hơn. Và việc động viên khen thưởng kịp thời cũng là một yếu tố quan trọng để kích thích người lao động hăng say với phong trào này. Đoàn thanh niên phân công các ủy viên ban chấp hành phụ trách các đơn vị thường xuyên theo dõi kiểm tra và động viên ghi nhận công lao của người lao động bằng các hình thức tặng giấy khen, tặng bằng khen và thưởng cho các cá nhân có đề tài sáng kiến tham gia thực hiện các đề tài và thưởng cho người công nhân lao động tại hội nghị người lao động. Và trong tỉnh Phú Thọ thì công ty cổ phần gạch Metasa là một trong những đơn vị điểm sáng. Thứ nhất là hàng năm chúng tôi đều tổ chức hội nghị người lao động. Toàn thể công nhân của công ty cổ phần gạch Metasa đến thời điểm này nó rơi vào tầm khoảng 1.300 người. Và khối lao động sản xuất chính là công nhân lao động thì lượng đoàn viên thanh niên là tổng là 576 người, chiếm rơi về tầm khoảng gần 50% là lực lượng lao động chính của công ty. Nên là khi mà chúng tôi truyền lửa xuống đến anh em tham gia rất là nhiệt tình các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Ví dụ như là tham gia giải đá bóng của đoàn khối doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ năm 2018 thì chúng tôi đạt giải vô địch. Năm 2019 tham gia các chương trình của Đảng ủy khối doanh nghiệp và Liên đoàn Lao động tỉnh thì đoàn đội văn nghệ xung kích của đoàn Tasa cũng đạt giải nhất. Và cũng tham gia các giải thể thao khác trong tỉnh cũng đều là đơn vị nằm trong top đầu các chương trình tham gia của giải. Và cũng chỉ ra động viên và khuyến khích kịp thời để người lao động thực hiện tốt cái hiệu quả cái việc phong trào mà phát huy các sáng kiến cải tiến này, phát huy các tài năng của mình trong quá trình làm việc và để phong trào được triển khai sâu rộng đến cán bộ công nhân viên và phát triển bền vững. Xin phép trên đây là ý kiến của tôi về công tác phát triển tài năng trẻ và bồi dưỡng tài năng trẻ trong đơn vị. Một lần nữa xin được kính chúc các quý vị đại biểu sức khỏe, chúc diễn đàn thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn. Vâng ạ, xin cảm ơn ý kiến của đồng chí Hà Đăng Quyền. Kính thưa các đồng chí, thì đồng chí Quyền cũng đã vừa chia sẻ về những cái kết quả đạt được trong cái công tác phát hiện và tôn vinh tài năng trẻ tại tỉnh Phú Thọ. Thì qua đó thì có thể thấy là có rất nhiều tài năng trẻ của tỉnh Phú Thọ đã được phát hiện và đạt được nhiều thành công, có nhiều thành tích quốc tế và quốc gia. Để đồng hành với lại những cái giải thưởng, những cái kết quả của thanh niên thì có thể thấy đó là sự quan tâm của cấp ủy chính quyền tỉnh Phú Thọ mà qua đồng chí Quyền vừa trình bày. Đồng chí Quyền thì cũng đã nêu về thực tiễn công tác phát hiện, quan tâm, tạo điều kiện của đoàn thanh niên công ty gạch Metasa trong mô hình phát triển phong trào là lao động giỏi, lao động sáng tạo. Thì qua đó thì chúng ta cũng có thể thấy là phong trào có rất nhiều sáng kiến
sáng kiến cải tạo đã đưa vào thực tiễn và là đem lại rất nhiều hiệu quả. Ví dụ như đồng chí Quyền vừa trình bày là có những cái giải pháp đưa vào sử dụng đã thu lợi được hơn 11 tỷ đồng. Qua đó thì cũng đã phát hiện được rất nhiều thanh niên trẻ tài năng và đã đạt được nhiều giải thưởng của Trung ương đoàn, như là giải thưởng người thợ trẻ giỏi, cán bộ công chức trẻ giỏi toàn quốc, hay là giải thưởng Lý Tự Trọng. Tôi thì cũng chia sẻ cũng xin cảm ơn đồng chí Hà Đăng Quyền, và cũng chia sẻ thêm về diễn đàn là đồng chí Hà Đăng Quyền cũng là một cán bộ đoàn rất là tài năng. Đồng chí hiện là đang là ủy viên ban chấp hành tỉnh đoàn của tỉnh Phú Thọ. Và đồng chí thì ngoài cái việc tổ chức các hoạt động phong trào cho thanh niên thì cũng có rất nhiều sáng kiến cải tiến đưa vào sử dụng và đạt được nhiều hiệu quả. Và một lần nữa thì chúng tôi xin được chúc mừng đồng chí Hà Đăng Quyền và chúc mừng đoàn thanh niên của công ty TASA, và kính mong là đồng chí sẽ có nhiều sức khỏe và có nhiều thành công mới. Và tiếp theo thì tôi xin mời một tham luận tiếp theo, đó là đồng chí Nguyễn Văn Nhị, nông dân huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Xin kính mời đồng chí. Alo. Xin phép được bỏ vào tăng. Xin kính chào các quý vị đại biểu. Thì có lẽ đấy. Tôi thì là Nguyễn Văn Nhị, thì đại diện cho đại biểu đoàn Quảng Bình, thì xin phép là được nói chất giọng Quảng Bình được tham luận với quý vị. Thì nãy giờ thì nghe các anh chị nói về các cái công tác phát huy tài năng trẻ ở các cái cơ quan đơn vị rồi, thì bây giờ tôi cũng xin phép chia sẻ ở cái góc độ là các cái thanh niên ở nông thôn, đặc biệt là các cái vùng núi, thì các anh cần có những cái công tác phát huy tài năng trẻ nào. Thì tôi sẽ nói về cái nội dung sau. Thì đầu tiên tôi cũng xin giới thiệu qua, thì tôi là Nguyễn Văn Nhị, từ tỉnh Quảng Bình, thì cũng rất là vinh dự và tự hào khi được là có mặt trong cái đại hội tài năng trẻ Việt Nam lần thứ 3 năm 2020 ngày hôm nay. Và rất từ vinh dự hơn nữa khi được thảo luận một số ý kiến về các anh chị, các đồng chí tại diễn đàn bồi dưỡng chăm lo và phát huy tài năng trẻ ngày hôm nay. Thì tôi xin giới thiệu qua cái lĩnh vực, cái mô hình của mình một chút, và cũng có một số kiến nghị đến các đồng chí của quý vị đại biểu ngày hôm nay. Thì tôi thì bản thân tôi là cũng khởi nghiệp từ nông nghiệp, khởi nghiệp nông nghiệp, và đặc biệt là cái xuất phát điểm và xuất phát thân của tôi thực sự là nó rơi vào cái hoàn cảnh cực kỳ khó khăn và con số âm, thì không phải là hai bàn tay trắng nữa nhưng mà hai bàn tay âm. Thì ở năm 2007 ấy, thì lúc đó xã hội cũng phát triển rồi, nhưng mà riêng đối với bản thân tôi và gia đình tôi ấy, thì cơm không có ăn, và nhà thì ở nhà lúc sụp, rõ ràng là chỉ sống tạm bợ qua ngày. Và khoảng thời gian rất là may mắn tôi được có sự tác động và rất là may mắn tham gia được cái khóa học đào tạo về vi sinh vật quốc tế tại Nông nghiệp 1 Hà Nội ở cái năm 2009. Nhưng mà trong quá trình ra Hà Nội để học tập và làm việc á, thì nói thực sự với các đồng chí, với quý vị chúng ta, là một gói mì tôm tôi ăn phải ăn một ngày. Một ngày tôi ăn hai bữa, một gói mì tôm tôi bẻ đôi ra và xin cơm nguội của sinh viên để tôi ăn, và ngủ ở dưới cái gác á, cái chân cầu thang á, ngủ miễn phí. Như vậy là nó chỉ là xét về góc độ này, nó chỉ là cái ổ chuột. Và lúc đó thì mục tiêu của tôi đặt ra rất cụ thể, đó là phải hai năm đó tôi phải lấy được cái cử nhân của vi sinh vật, và rõ ràng mục tiêu tôi đặt ra rất là cụ thể và rõ ràng tôi đã lấy được. Đấy, thì sau cái quá trình tôi học tập ở tại Nông nghiệp 1 về ấy, thì năm 2012 tôi bắt đầu về quay trở về quê và xác định với cái mục tiêu, với cái đam mê tâm huyết về cái nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ ấy, tôi chọn cái hướng đó là chăn nuôi ở trong địa bàn Quảng Bình của tôi ấy, đó là con gà. Thì tôi chọn cái chăn nuôi gà sinh học, tức là gà thả đôi ấy, sinh học. Và thực sự là trải qua những cái kiến thức
sau khi đã được học, trải qua những cái kinh nghiệm sau khi thực tế rồi, nhưng mà khi bước tay bắt tay vào làm á, thì cũng không được thành công hoàn hảo. Và như vậy là trải qua suốt quá trình là gần 5 năm là tôi thất bại là liên tục. Có những cái đợt trần thất bại là nó ảnh hưởng về dịch bệnh, về khí hậu điều kiện thiên tai thời tiết, nó thất bại liên tục. Và nhưng mà có một đặc biệt là với cái chỉ quyết tâm và phải làm bằng được, thì rõ ràng là với một cái chỉ quyết tâm rất là cao cho bản thân của tôi là phải quyết tâm làm giàu chính đáng bằng mọi giá. Bởi vậy thì rõ ràng là sau 6 năm trời vất vả và kết hợp với cái sự định hướng hỗ trợ của địa phương, đặc biệt là trung ương, bên các anh trung ương, đặc biệt là trung ương đoàn, giới trẻ đã hỗ trợ cho giới trẻ tôi là có các cái đặt mở ra các cái câu lạc bộ, các cái chương trình, các cái diễn đàn câu lạc bộ, ví dụ như là tham gia vào các cái câu lạc bộ khởi nghiệp bên chùa trung ương. Thì như vậy là khi tham gia vào các cái một tổ chức xã hội thì bản thân bản chất của người khởi nghiệp họ sẽ bớt đi được cái quá trình là cô đơn. Thực sự là khởi nghiệp rất là cô đơn, nhiều khi là một cái sáng kiến ở gia đình mình phải giấu, không cho họ biết, bởi vì họ không ủng hộ mình. Như vậy mình phải giấu, mình phải mang được gánh cái tâm lý gọi là rất là có một tâm lý rất là kìm nén hạn chế, và bắt buộc mình phải tham gia một cái tổ chức xã hội để mình chia sẻ những người đồng quan điểm và có những cái đồng quan điểm của mình. Và rất tuyệt vời, tôi được tham gia rất nhiều các cái tổ chức xã hội, các cái câu lạc bộ, các cái hội doanh nghiệp doanh nhân của tỉnh và của Việt Nam. Thì như vậy qua đó tôi đã nắm bắt, giao lưu và trao đổi, và đặc biệt là đẩy mạnh cái tinh thần. Cái tinh thần này khởi nghiệp rất là quan trọng, và tôi đã nắm bắt được cái tinh thần khởi nghiệp. Và sau khi mà có sự tác động hỗ trợ của định hướng của trung ương, trường đặc biệt trung ương đoàn, thì mở ra các cái rất nhiều các cái diễn đàn, rất là nhiều các cái hội nghị để tôi được tìm hiểu, trao đổi sâu hơn về các kiến thức chuyên môn. Thì như vậy là sau quá trình đó thì năm 2018 thì cũng rất là tuyệt vời, thì tôi kết hợp với cái kiến thức chuyên sâu hồi xưa tôi đã nắm bắt được ở tại nông nghiệp 1, và tôi đã sản xuất ra cái thức ăn hữu cơ sinh học. Và nó làm cái thức ăn hữu cơ sinh học của tôi đã ra đời, nó vận chuyển, nó đã thay đổi hoàn toàn một cái từ cái hình thức chăn nuôi bằng kháng sinh, bằng hóa học độc hại, và làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chính bản thân tôi và bản thân cộng đồng. Thế như vậy là cái thức ăn sinh học của tôi đã ra đời và làm cho cái chuỗi, cái quy trình chăn nuôi của tôi hoàn thiện hơn, và cung cấp ra một cái sản phẩm thị trường rất là chất lượng, và cũng rất là vinh dự tự hào hơn. Và cái năm 2020 này thì tôi nhận được liên tục được tham dự đại hội tài trang trẻ, và cũng nhận được cái bằng khen của trung ương đoàn về cái giải nông học Lương Đình Của, và cũng đặc biệt là vinh dự tự hào là tôi được là nhận cái bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vừa rồi, thì cũng rất là tuyệt vời. Thì qua đây thì tôi cũng thực sự là cái bài thăm luận của tôi thì nó khá dài, nhưng mà rõ ràng là cái thời gian của các quý vị thì không cho phép, các đồng chí thì cũng cho phép, nên tôi là cùng tổng còn lại thì qua đó thì tôi thì cũng có đưa ra những cái bài học của mình, đó là một khởi nghiệp thành công thì đầu tiên chúng ta phải có tinh thần khởi nghiệp rất quan trọng. Đấy, chỉ quyết tâm làm bằng được bằng mọi giá. Cái mọi giá ở đấy không phải là bất chấp vi phạm pháp luật, nhưng mà mọi giá ở đấy, đấy làm giàu chính đáng. Đấy, quý vị đâu các đồng chí phải hiểu đó, cái cấu chính đáng và chính đáng bằng mọi giá, chúng ta phải có cái tinh thần quyết tâm đầu tiên. Thứ hai, bên cạnh chúng ta có cái chỉ quyết tâm thì bắt buộc chúng ta phải có kiến thức. Đấy, kiến thức vậy thì bây giờ thì kiến thức ở đâu? Đối với tôi, bằng cấp không, chính xác là tôi học tốt nghiệp trung học cơ sở lớp 9, bằng cấp không, trình độ không, chuyên môn không, thì bắt buộc tôi phải tìm các cái khóa đào tạo, các cái khóa chuyên sâu bên ngoài, kết hợp với cái số hỗ trợ định hướng kịp thời bám sát của, ví dụ như tôi là bản thân tôi là thanh niên trẻ, thì của tôi bám sát vào cái sự hỗ trợ định hướng của trung ương đoàn, thì bên trung ương đoàn cấp ra đề ra và tổ chức ra có rất nhiều các cái chương trình để bồi dưỡng kiến thức
tập huấn quy quản trị, có rất nhiều kiến thức. Về vừa qua tôi đã được trung đoàn này cùng tổ chức rất nhiều cái khóa tập huấn mà tôi đã được tham gia đó. Cái thứ hai đó là đầu tiên là nói tinh thần, thứ hai là kiến thức phải có. Đấy, kiến thức là cái cốt lõi. Cái này không phải là cái kinh nghiệm hoặc là cái kiến thức cái kinh nghiệm hoặc sách vở, cái kinh nghiệm và thực chiến ở thực tế hoặc là kiến thức ở book. Thì cái này, hai cái yếu tố này chắc chắn chúng ta phải có, thì không phải là ấy, nhưng mà hai cái đó. Cái thứ hai là chúng ta phải có kiến thức. Cái thứ ba nữa đó là một mình làm, một mình. Nếu bản thân tôi, riêng bản thân tôi làm một mình, tôi không thể thành công được. Khi tôi muốn phát triển thì bắt buộc tôi phải kết hợp với một người thứ hai. Người thứ hai đây có thể là đối tác, hoặc nói sâu rộng hơn có thể là chính quyền, gần nhất có thể là chính quyền địa phương, xa hơn có thể là trung ương. Thì như vậy, khi chúng ta có tinh thần, chúng ta có kiến thức, chúng ta kết hợp được cái sự hỗ trợ của cái lãnh đạo địa phương và lãnh đạo của trung ương, đặc biệt là ở tuổi trẻ nông thôn chúng tôi thì sự hỗ trợ rất nhiều của ban thanh niên nông thôn và trung ương đoàn. Đấy, thì rất là tuyệt vời. Thì như vậy, khi chúng ta có được mấy yếu tố đó rồi ấy, thì như vậy là con đường chúng ta sẽ thực sự là cái thành công hay không ấy. Cái thành công thực sự là cái khái niệm mơ hồ, bởi vì tôi thực sự là tôi không phấn đấu với cái sự thành công, mà tôi phấn đấu trở thành người có ích. Thực sự là như vậy. Cái sự thành công tôi không phấn đấu đến thành công, mà tôi chỉ phấn đấu đến trở thành con người có ích, ít nhất là cho bản thân tôi, bản thân gia đình tôi và xa hơn là xã hội. Thì có lẽ cũng xin phép chia sẻ được mấy lời với quý vị đại biểu chúng ta vậy thôi. Còn cuối cùng thì kính chúc các quý vị đại biểu, đặc biệt là các tài năng trẻ Việt Nam 2020 là sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn ý kiến tham luận của đại biểu Nguyễn Văn Nhị. Xin phép các anh chị, thực sự là sau khi nghe những lời bộc bạch tâm sự của anh Nhị, tôi cảm thấy rất là cảm phục anh Nhị. Vì từ sinh một người con trai sinh ra tại một cái địa điểm thực sự là rất khó khăn, thiên tai khắc nghiệt, nhưng với ý chí quyết tâm vượt khó của mình, từ những cái khó khăn ban đầu vượt qua những khó khăn thách thức, quyết tâm đi học, quyết tâm đem những cái kiến thức, những cái khoa học kỹ thuật mới về để áp dụng vào điều kiện thực tế của địa phương, để có thể đem lại những cái mới, những cái điều kiện để mình làm giàu và làm giàu chính đáng trên ngay bản thân cái quê hương của mình. Đấy là một điều rất lớn lao. Rồi tôi xin phép là diễn đàn chúng ta nổ một tràng pháo tay nữa để chúc mừng thành công của anh Nhị. Tôi từ cái trường hợp của anh Nhị để tôi có liên tưởng đến một câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi vào lớp biển, quyết chí ắt làm nên. Và chúng tôi mong muốn rằng là anh Nhị cũng như tất cả các tài năng trẻ ở đây, chúng ta tiếp tục phát huy các tài năng của mình cùng với tấm lòng, cùng với những cái điều kiện của mình thực tế để có thể hỗ trợ cái công tác phát triển tài năng trẻ của địa phương. Và xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo thì xin phép mời tham luận của đại biểu Nguyễn Văn Hải, đội trưởng đội công binh tiểu đoàn huấn luyện cơ động bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí, đầu tiên cho tôi xin gửi tới quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Xin chân thành cảm ơn. Tôi xin tự giới thiệu, tôi Nguyễn Hải, trung đội trưởng công binh bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh.
Thì qua các ý kiến phát biểu của các đại biểu vừa qua, tôi rất tán thành và nhất trí cao với các ý kiến phát biểu của đại biểu. Thì bản thân tôi chưa có dịp đứng trước đám đông nên có những lời phát biểu mà chưa có gì các quý vị đại biểu thông cảm. Và kính thưa các ông chí, thì trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Chỉ huy Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thường xuyên trực tiếp là Tổng cục Chính trị và hướng dẫn của Trung ương đoàn, các thế hệ thanh niên quân đội nói chung và thanh niên lực lượng bộ đội biên phòng nói riêng luôn kế thừa và phát huy truyền thống tranh tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, xung kích đi đầu trong những phong trào của thanh niên cả nước, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân viết lên những trang sử hào hùng dân tộc, làm nên rào dựng truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Đoàn viên thanh niên bộ đội biên phòng có những đặc điểm nổi bật là được giáo dục rèn luyện toàn diện tất cả về chính trị, đạo đức, văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ và sức khỏe, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, ý thức chấp hành kỷ luật pháp luật nhà nước và kỷ luật của quân đội, có tinh thần tự giác cách mạng cao, tự giác học tập rèn luyện phấn đấu khắc phục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thưa các đồng chí, thấm nhuần lời Bác Hồ dạy, đối với lực lượng bộ đội biên phòng trong những năm qua, đoàn viên thanh niên bộ đội biên phòng nói chung và đoàn viên thanh niên tỉnh Tây Ninh nói riêng đã xung kích sáng tạo thực hiện nhiều nhiệm vụ, nhiều phong trào, bước đầu đạt được những kết quả trong nhiều lĩnh vực. Và đặc biệt với tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid trong nhiều điều kiện khí hậu, mưa gió khắc nghiệt, đường xá đi lại khó khăn, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, lực lượng đoàn viên thanh niên đã xung kích tham gia phong trào chống dịch Covid-19 với phương châm chống dịch như chống giặc trên toàn tuyến biên giới, không cho người qua lại trái phép, góp phần không cho sự lây lan của dịch bệnh. Tuy nhiên gặp những khó khăn về triển khai nhiệm vụ, nhưng đánh giá những kết quả công tác đoàn trong thanh niên năm 2020 đã khẳng định được vị trí vai trò của tuổi trẻ bộ đội biên phòng tỉnh là nòng cốt thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn đơn vị. Quá trình thực hiện nhiệm vụ đã xuất hiện nhiều gương mặt trẻ hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, được cấp trên ghi nhận là những xứng đáng và những mẫu hình thanh niên Việt Nam thời kỳ mới. Thì trong xu thế hiện cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học công nghệ, thì nhất là công nghệ thông tin và truyền thông, với sự phổ biến của Internet và sự tiến bộ nhanh chóng của nền kinh tế tri thức và vấn đề đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài, đặc biệt là tài năng trẻ có vai trò cực kỳ quan trọng và tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong quân đội cũng từng bước phát triển lên tầm cao mới theo hướng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Thì qua đó thì cấp ủy chỉ huy thường xuyên quan tâm đến những công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ, đầu tư đổi mới hệ thống giáo dục và đào tạo về nội dung, phương pháp, cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tích cực tuyển chọn, gửi nhiều đoàn viên thanh niên ưu tú đi học lớp các nâng cao về năng lực chính trị, quân sự, chuyên môn nghiệp vụ, khoa học, công nghệ hiện đại để áp dụng trong mọi hoạt động của đơn vị. Bên cạnh đào tạo, bồi dưỡng phát huy tài năng trẻ trong bộ đội tỉnh nhà, cấp ủy chỉ huy có những chính sách ưu đãi đặc biệt đối với những tài năng trẻ có những công trình nghiên cứu xuất sắc, đề tài khoa học mang tầm chiến lược lâu dài. Thực tiễn nhiều năm ở lại đây thì cấp ủy chỉ huy các cấp lực lượng trong bộ đội biên phòng đã có những chủ trương, biện pháp quan trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng tài năng trẻ trong bộ đội tỉnh, đến nay đã thu được nhiều kết quả nhất định. Và phát huy hệ thống các tổ chức đoàn trong lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh và phối hợp với cơ quan tổ chức tỉnh thực hiện các đồng bộ các hoạt động nhằm phát hiện đoàn viên thanh niên ưu tú có khả năng, phẩm chất, đạo đức tốt và thực sự là tài năng để kịp thời động viên, tuyên dương, và những tài năng tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ và phong trào do đơn vị đề ra. Thì bên những kết quả mà đạt được thì công tác phát triển tài năng này còn những hạn chế và bất cập, thì tôi xin nêu một vài cái hạn chế bất cập ở cái đơn vị. Thì đó là công tác hỗ trợ tài năng trẻ thì có nhiều triển khai hệ thống và thiếu tính đồng bộ, một số nơi như câu lạc bộ và năng khiếu của
lực lượng này thành lập chưa có, không thể kết nối được tính định hướng và hỗ trợ kịp thời và sự thiết thực của các cơ quan chức năng trong cấp ủy hoặc các đơn vị, thì công tác bồi dưỡng tài trợ tài năng trẻ còn thiếu những cái tính đồng bộ và thiếu cái quy hoạch. Và có một cái nữa là về cái vấn đề phát huy chưa kịp thời là tài năng trẻ ở khu vực nông thôn, biên giới, xa cơ quan, xa chỉ huy nên còn thiếu điều kiện, cơ hội học tập và phát hiện. Thì công tác quản lý theo dõi hỗ trợ sự phát triển của các tài năng trẻ trong lực lượng bộ đội biên phòng sau khi đạt được các cái thành tích nổi bật ở các cái cơ quan công nhận tôn vinh là không được bồi dưỡng học tập thường xuyên, vì là có cái nhiệm vụ đặc thù của quân đội thì thời gian nó rất chi là ít, nên phải những cái tài năng thì chúng ta phải tự sắp xếp cái thời gian quy hoạch và sắp xếp thời gian hợp lý để dành thời gian riêng cho mình để tự trao dồi, tự tìm tòi nghiên cứu học hỏi và tự trao dồi cho bản thân mình hơn. Thì từ cái thực trạng nêu trên thì để đảm bảo công tác bồi dưỡng tài năng và sử dụng tài năng trẻ trong lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh thì đạt được kết quả cao hơn trong những cái năm tới, thì cấp ủy chỉ huy đơn vị các cấp tập trung tạo điều kiện cơ chế chính sách công bằng và học tập nghiên cứu khoa học lao động và cuộc sống, và đơn vị công tác tích cực tham gia xây dựng và phát triển lực lượng, phát triển đất nước, xây dựng hệ thống chính sách tài năng trẻ lao động, thu hút toàn thể đoàn viên thanh niên có cơ hội tiếp cận và điều kiện phát triển với tài năng của mình. Thì thưa các ông chí, thì nội dung tham luận của tới đây là hết. Một lần nữa xin kính chúc các ông chí mạnh khỏe hạnh phúc, xin đại hội thành công tốt đẹp, xin chân thành cảm ơn. Vâng ạ, xin cảm ơn ý kiến tham luận của đồng chí Nguyễn Văn Hải. Đồng chí Nguyễn Văn Hải thì hiện đang công tác tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh. Thì qua tham luận của đồng chí thì chúng ta đã có thể thấy được công tác phát hiện tài năng trẻ trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cũng được cấp ủy các cấp, chỉ huy các cấp quan tâm và có nhiều chính sách giải pháp, đặc biệt là trong cái việc rèn luyện hoạt động thực tiễn của các cán bộ chiến sĩ. Đồng thời đồng chí cũng đã nêu một số giải pháp, một số vấn đề đặt ra để thực hiện có hiệu quả công tác phát hiện bồi dưỡng tài năng trẻ trong thời gian tới. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Hải và xin mời ý kiến tham luận tiếp theo của đại biểu là Phan Văn Lương. Đại biểu Nguyễn Văn Thanh Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án AIO, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương hiệu và Đồng phục Lion. Xin kính mời đồng chí. Vâng. Alo. Vâng, kính thưa ban tổ chức và quý vị đại biểu tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Chúng xin giới thiệu, tôi là Nguyễn Văn Thế Bình, hiện tại là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển AIO và cũng là Phó Chủ tịch Hội Nhân tài tỉnh Thừa Thiên Huế, chủ nhiệm câu lạc bộ khởi nghiệp Huế. Với chương trình ngày hôm nay thì thực sự cũng ít khi nào được ra tham gia hội nghị mà kết nối rất nhiều các đơn vị anh chị của tất cả lĩnh vực của ngày hôm nay. Thì tục từ cũng xưa chưa cũng đi tập trung về giới doanh nghiệp rất nhiều. Thì hôm nay với chuyên đề đó là công tác tài năng trẻ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thì có thể để cũng có soạn tham luận nhưng có thể trên phương diện là chia sẻ là chính. Đối với phía của hỗ trợ về phía doanh nhân trẻ thì đối với việc thanh niên lập thân lập nghiệp và hỗ trợ cho những doanh nhân doanh nghiệp khởi nghiệp là vấn đề đang là trọng tâm, cũng là hỗ trợ và để làm thế nào để phát triển nền kinh tế. Thì đối với vai trò và hoạt động và cũng như chức năng nhiệm vụ của mình, thì đối một thế hệ trẻ khởi nghiệp, các thanh niên lập thân lập nghiệp tại từng huyện, tại thị địa bàn với hỗ trợ cho các doanh nghiệp, nhân dân khởi nghiệp, thì đó là vấn đề làm thế nào để hỗ trợ cho nền kinh tế của gia đình, địa phương và xã hội sẽ tốt hơn. Về phía những cái hoạt động thì trong phát động phong trào quốc gia khởi nghiệp năm 2014-2016 đến giờ thì việc hoạt động khởi nghiệp là vấn đề nổi cộm rất nhiều, có thể gọi là phong trào, có thể gọi là sự đổi mới sáng tạo. Trong hôm nay thì có thể xin phép đi sâu hơn một vấn đề, đó là hỗ trợ những hoạt động cho việc thanh niên lập thân lập nghiệp tại địa phương và đổi mới sáng tạo trong cái hoạt động hình thành các doanh nhân doanh nghiệp khởi nghiệp, tìm kiếm tài năng trẻ trong cái giới doanh nghiệp.
có một cái có rất nhiều nghề nghiệp về startup hay khởi nghiệp, thì đối với mình thì thực sự từ tỉnh Thừa Thiên Huế và cùng một tổ các tỉnh miền Trung Tây Nguyên không so bằng với Hà Nội, Hồ Chí Minh hay các tỉnh thành phố như Đà Nẵng, Cần Thơ, thì đối với mình khởi nghiệp và thanh niên lập thân lập nghiệp là những con người tại địa phương phát triển nền kinh tế bản địa, tận dụng nguồn lực và phát triển lên, ứng dụng cái đổi mới công nghệ sáng tạo và hình thành những doanh nghiệp làm thế nào để ra nền kinh tế thị trường chấp nhận phát triển, và từ đó các bạn sẽ tạo được công ăn việc làm, hỗ trợ cho những người xung quanh, tạo ra giá trị bền vững, hiệu quả và lâu dài hơn. Đó là cái suy nghĩ và cái đề nghị của mình về chữ khởi nghiệp nhiều hơn. Về thứ hai, đó là những cái hoạt động hỗ trợ cho khởi nghiệp từ năm 2016 đến năm 2020 và định lượng 2021 đến năm 2025 đã có rất nhiều sự thay đổi và khác biệt. Trước đây thì hoạt động phong trào khởi nghiệp, hoạt động tập trung về chính quyền hỗ trợ và trường học để tư duy hoạt động về khởi nghiệp như nào, đó là sự mình của đi đầu của chính quyền nhà nước để hỗ trợ cho phong trào hoạt động khởi nghiệp. Và từ năm 2021 đến 2025 thì cái hoạt động bắt đầu làm thế nào để kết nối được giữa trường học, sinh viên, giữa startup, giữa doanh nghiệp, đoàn thể, các đơn vị cùng tham gia và dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn của chính quyền, từ đó sẽ làm thế nào để có một hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp tốt hơn, bền vững hơn, và từ đó sẽ tạo ra những cái giá trị bền vững cho thị trường và những đơn vị. Đối với cơ chế thì có rất nhiều cơ chế có thể góp ý, và hoạt động thì cũng đã có rất nhiều hoạt động thông tin của cơ quan. Thì đối với mình thì có những cái góp ý về hoạt động cơ chế thì ngắt đó là làm thế nào để có những, tại vì nó các đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp và thanh niên lập thân lập nghiệp thì có rất nhiều cái hoạt động không có nằm trong những cái quy củ văn bản trước đây, giống như nền kinh tế chia sẻ công nghệ thì sẽ những cái hoạt động như đăng ký ngành nghề hay là những hoạt động pháp luật có thể làm thế nào để có những cơ chế khác hỗ trợ, và để làm thế nào những cái bạn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ cố gắng làm thế nào để phát triển dễ dàng thuận lợi lời hướng trong cái hoạt động phát triển của mình. Vấn đề thứ hai đó chính là những cái hoạt động vốn thì không phải là cái quỹ, tất cả các quỹ đầu tư trước đây thành lập ra nhưng rất khó đụng vào, thì thực sự vấn đề đó là các doanh nghiệp đi trước và các câu lạc bộ hội là có những cái hoạt động sẽ hỗ trợ trực tiếp với các thanh niên lập thân lập nghiệp và những doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Từ lúc đó thì sẽ nhanh chóng hỗ trợ trực tiếp và hỗ trợ cho các bạn hoạt động phát triển và thị trường tốt hơn. Vì vậy chúng ta sẽ kết nối được làm thế nào để các thanh niên lập thân lập nghiệp, các doanh nghiệp làm thế nào để tiếp cận được các anh chị doanh nghiệp đi trước, hội, hiệp hội và câu lạc bộ, cũng như sự tương tác hỗ trợ của đoàn thanh niên và chính quyền để làm thế nào để sự kết hợp đó sẽ tốt, hiệu quả và chính xác hơn. Vấn đề thứ ba đó là thường thường các hoạt động giữa thanh niên lập thân nghiệp và khởi nghiệp trước đây là rất có nhiều sự ngăn cách, nhưng mà tất cả các doanh nghiệp và thanh niên của Việt Nam đều nằm trong hoạt động hỗ trợ của chính quyền, thì từ đó thì làm thế nào để chính các bạn thanh niên lập thân nghiệp từ các huyện, các phát xã sẽ kết nối với các doanh nghiệp đi trước, làm thế nào để tham gia thành lập các câu lạc bộ khởi nghiệp tại các huyện, thì từ đó kết nối với những thị trường trọng tâm chứ trong thành phố hay là đi vươn ra các thị trường khác. Thì hiện tại thì vấn đề đó là cái mô hình mình đang tham khảo, đó là mô hình của Quảng Ninh, thì kết nối thành lập các câu lạc bộ khởi nghiệp tại các huyện kết nối với nhau và các hội doanh nhân trẻ đi trước sẽ hỗ trợ. Từ bên cạnh đó là các tỉnh thành của các cộng đồng khởi nghiệp và các thanh niên sẽ là liên kết chia sẻ và luân chuyển những dòng sản phẩm và hệ hỗ trợ cho đó tốt hơn. Từ đó thì các bạn sẽ có thị trường đầu ra và cố gắng hoàn thiện và ổn định được cái thị trường đầu ra của mình tốt hơn và hiệu quả hơn. Đó là cái những hoạt động ba thứ có thể đề xuất để hỗ trợ cho hoạt động thanh niên lập thân lập nghiệp và đổi mới sáng tạo tại địa phương của mình. Với những cái việc nâng cao vai trò và hoạt động của có nhiều hoạt động mà người nói khởi nghiệp thì chỉ là phong trào hoạt động, nhưng đối với dưới lời chia sẻ của các anh doanh nghiệp, khởi nghiệp là một cái gian nan, là một cái sự nghị lực, là một cái những cái hoạt động làm thế nào để chính bản thân có người và những người xung quanh phải hỗ trợ nhiều hơn, từ đó thì các bạn mới vượt qua những khó khăn thử thách và từ đó thì mọi người mới bắt đầu phát triển tốt hơn. Vì vậy thì đối với mình và những hoạt động của đang hỗ trợ hiện tại chứ thì làm sao nó kết nối được tất cả mọi người lại với nhau, tạo ra một hệ sinh thái bên vận, mọi người sẽ cùng chia sẻ, cùng giao lưu, cùng kết nối. Xa hơn đó nữa là mọi người sẽ cùng trao nhau những cơ hội, những lời khuyến từ những anh chị mentor cố vấn đi trước,
những anh chị từ chính quyền cùng hỗ trợ với các cơ chế, các chính sách và hướng dẫn tận tình để các bạn có thể hỗ trợ, các bạn có thể được nhanh nhất có thể được những cơ chế của chính quyền đưa ra từ trung ương đến địa phương hay là các cấp cơ sở ban ngành. Và cũng nhất là hy vọng sau chương trình và định hướng phát triển tài năng trẻ từ nay đến sắp tới thì vai trò sẽ thể hiện vai trò lớn hơn của đoàn thanh niên và liên hiệp thanh niên. Tại đó là đây là đơn vị kết nối tất cả các thanh niên lại với nhau, không có cái đơn vị nào có thể kết nối lớn hơn như vậy. Vì vậy hẳn sẽ thể hiện vai trò nhiều hơn nữa, nhất là các lĩnh vực trong các ngành nghề đều phải có hỗ trợ và hợp tác với nhau, như là lĩnh vực của trường học và doanh nghiệp để những đề tài nghiên cứu khoa học của trường thì chính các bạn thanh niên lập thân lập nghiệp và doanh nghiệp sẽ là những cái hoạt động đưa ra sản phẩm cái đề tài nghiên cứu khoa học ra thị trường. Từ những cái hoạt động của đào tạo thì sẽ làm thế nào để tư duy của các thanh niên lập thân nghiệp và doanh nghiệp và ứng dụng được cái cơ chế chuyển đổi chính sách tốt hơn, hoạt động hơn. Đó là những cái hoạt động và những cái chế sẽ hỗ trợ cho những thế hệ sau này phát triển để hình thành được các nhóm nhân doanh nghiệp khởi nghiệp, những thanh niên lập thân lập nghiệp, hỗ trợ được gia đình, xã hội và phát triển cho nền kinh tế địa phương và quốc gia. Vâng, em xin cảm ơn. Xin cảm ơn tất cả các bài phát biểu của rất là nhiều lĩnh vực khác nhau. Sau đây thì tôi xin mời một đại biểu cuối cùng là đại biểu Phan Văn Lương. Đại biểu chính là đại diện của khối tài năng trẻ, tài năng trong lĩnh vực nghệ thuật cũng như là xã hội thể thao. Thì mong chia sẻ của đại biểu Lương cũng sẽ là một cái chia sẻ để tất cả chúng ta ghép lên cái mảnh ghép tổng thể, cái bức tranh tổng thể. Và xin mời đại biểu. Alo. Xin chào tất cả các đại biểu cũng như là các tài năng trẻ của chúng ta hôm nay. Tôi là đại biểu cuối cùng và cũng rất là vinh dự đại diện cho khối nghệ thuật nói lên được một vài ý kiến của mình trong cái công tác bồi dưỡng chăm lo phát huy tài năng trẻ. Thứ nhất, như chúng ta đã biết, tài năng trẻ là những cái thanh thiếu niên có năng lực sáng tạo, năng khiếu vượt trội, có triển vọng phát triển để đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước. Trong những năm qua thì các cấp bộ đoàn đã có nhiều những cái cố gắng chủ động tham gia có hiệu quả vào công tác tài năng trẻ. Các hình thức, các câu lạc bộ, cuộc thi giải thưởng dành cho tài năng trẻ, gương mặt trẻ ngày càng đa dạng và phong phú. Các hoạt động phát hiện, biểu dương, tôn vinh được tổ chức khá tốt ở các cấp, tạo điều kiện hỗ trợ bồi dưỡng tài năng trẻ, gương mặt trẻ triển vọng trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác tài năng trẻ của ta còn nhiều hạn chế. Các hạn chế đấy là mình chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của đất nước. Công tác nắm bắt, thông tin tập hợp kết nối tài năng trẻ chưa được thực hiện thường xuyên và chưa có tính đồng bộ. Như chúng ta chưa có nhiều giải pháp để hỗ trợ sự phát triển, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ một cách bền vững sau khi được phát hiện và tuyên dương. Ví dụ như ở trong lĩnh vực nghệ thuật, khi tôi rất là ngậm ngùi vì sau các cuộc thi, các nghệ sĩ trẻ được vinh danh chưa thực sự có cái chế độ đãi ngộ đặc biệt hay cần thiết để họ có thể nuôi dưỡng và phát huy tài năng cần phải có. Việc sân khấu giữ chân được các tài năng trẻ trụ lại bám nghề vẫn là bài toán vô cùng nan giải với chúng tôi. Bởi sau vinh quang từ các cuộc thi trở về với đời sống, các tài năng trẻ lại phải lao vào công cuộc mưu sinh, đặc biệt ở loại hình nghệ thuật hàn lâm và các loại hình sân khấu truyền thống. Các nhà hát không dựng vở mới nhiều, không thường xuyên đỏ đèn, nên nhiều khi các nghệ sĩ tài năng trẻ chỉ trông chờ vào đồng lương hiện tại thì rất khó có thể chuyên tâm được với nghề và phát triển được khả năng của mình. Khi các loại hình sân khấu đó quá thưa vắng khán giả, việc có một nguồn thu khả dĩ để an tâm sáng tạo, bộc lộ khả năng, đây là vấn đề nan giải. Thậm chí ngay khi các đơn vị nghệ thuật có buổi diễn thì với khung buổi diễn, khung bồi dưỡng hiện tại chỉ khoảng 200.000 đồng cho một buổi biểu diễn dài đến 2 đến 3 tiếng đồng hồ thì không thể đáp ứng được mọi chi phí hàng ngày, chưa nói đến là tích lũy lao động. Vì vậy hầu hết các tài năng trẻ đều lại quay về việc đi làm thêm như biểu diễn tại các quán, các chương trình hội nghị, diễn đám cưới, dạy trẻ em vân vân. Khi phải làm những việc không thuần nghề như vậy thì tài năng trẻ sẽ bị mai một đi. Tìm kiếm, thu hút và giữ gìn tài năng trẻ đã khó, qua để việc đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ cũng còn nhiều hạn chế và chưa rõ nét. Cụ thể các đơn vị đào tạo bình quân đồng loạt như nhau trong một chương trình mang tính thông thường, chưa có phương thức tích cực chủ động xây dựng kế hoạch, biện pháp, chính sách, cơ chế quản lý thích hợp và đồng bộ cho đào tạo bồi dưỡng tài năng trẻ. Thêm vào đó, việc bố trí sử dụng và phát triển tài năng trẻ sau giai đoạn đào tạo chưa thực sự được quan tâm. Nhiều em có năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ
được phát hiện nhưng lại chưa có cơ chế đầu tư cụ thể bồi dưỡng tài năng trẻ dẫn đến tài năng bị thui chột. Nhiều tổ chức quốc tế đầu tư cho các tài năng trẻ đi học ở nước ngoài, nhưng sau khi được đào tạo thì một số nghệ sĩ đã không trở về nước làm việc. Nghệ thuật là lĩnh vực mang tính đặc thù cao, đòi hỏi người làm nghề phải có năng khiếu, đầu tư công sức, trí tuệ nhiều năm mới có thể hoạt động vững vàng. Tài năng nghệ thuật rất khan hiếm, không dễ tìm được người đáp ứng được sự khắt khe của đời sống nghệ thuật. Hơn nữa, sân khấu biểu diễn nghệ thuật Hàn Lâm và truyền thống hiện tại gặp rất nhiều khó khăn, chịu sự cạnh tranh của các loại hình giải trí hiện đại, nên việc thu hút người trẻ, nhất là các tài năng trẻ dấn thân vào cái nghệ thuật Hàn Lâm cũng như các nghệ giữ gìn nghệ thuật truyền thống đang rất là khó khăn. Do vậy các cái giải pháp mà đã đưa ra thì giải pháp về phát hiện, đào tạo và phát hiện tài năng trẻ văn hóa nghệ thuật được đưa ra tại các hội thảo, diễn đàn, các cuộc họp, như là cần tiếp tục xây dựng các đội ngũ giáo sư hay các đội số nghệ sĩ lớn để đáp ứng nhu cầu đào tạo tài năng trẻ trên toàn quốc, thì nhà nước cần ban hành chính sách đãi ngộ thích đáng đối với những tài năng trẻ cũng như những người làm công tác đào tạo tài năng trẻ. Cùng với việc cần đổi mới quy trình đào tạo nhằm thực hiện đi đôi với hành, mở rộng tuyển sinh để lựa chọn được nhiều học sinh có năng khiếu, các đơn vị nghệ thuật, các cơ sở đào tạo cần đổi mới phương thức học tập cho sinh viên và học sinh, tổ chức thêm nhiều cuộc thi tài năng, xây dựng nhiều chương trình vở diễn đạt chất lượng nghệ thuật để các tài năng trẻ có đất phát huy được hết khả năng của mình. Thưa các bạn, thưa các quý vị và các tài năng trẻ, hoạt động nghệ thuật luôn cần có những tầm mới để mang lại sự tươi trẻ, hấp dẫn cho sân khấu, đáp ứng nhu cầu phát triển. Vì vậy, việc phát hiện, tìm kiếm và đào tạo tài năng nghệ thuật luôn đối mặt với nhiều thách thức, đòi hỏi chúng ta phải có nhiều chủ động sáng tạo, áp dụng những cách thức mới để nhằm tháo gỡ nhiều vướng mắc, tạo nên những cái thế hệ kế cận trẻ, thế hệ kế tiếp cho nghệ thuật của nước nhà. Trên đây là một số những cái ý kiến của bài tham luận của tôi. Xin cảm ơn các quý vị đã lắng nghe. Xin cảm ơn. Trân trọng cảm ơn các cái ý kiến tham luận rất có ý nghĩa và rất là chất lượng của tất cả các đại biểu. Tôi xin phép giới thiệu, tôi là tiến sĩ bác sĩ Đào Văn Tú, là đại diện đến từ Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cũng như là của Bệnh viện K. Thì thực sự qua tất cả những cái sự các cái bài phát biểu, tôi cũng may mắn ở đây được lắng nghe tất cả ý kiến của các anh chị, cũng như là bây giờ còn may mắn hơn được tổng hợp lại tất cả những ý kiến này giống như một cái kết luận cuối cùng của phiên họp ngày hôm nay. Tôi cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà tôi ở đây có một cơ hội được biết đến những cái thông tin, ví dụ như là một bác sĩ, một đồng chí mà từ đôi bàn tay trắng vượt qua tất cả những khó khăn để lập nghiệp, một người một nhà khoa học 5 năm đi rửa bát ở nước ngoài để theo đuổi con đường khoa học của mình, những bác sĩ đã bỏ những cái nơi phồn hoa phương Tây trở về một tỉnh nghèo để cống hiến đóng góp, và còn rất nhiều tấm gương thành công khác nữa. Thì đó là một thành tựu, một kết quả mà của hơn 30 năm chúng ta, Đảng, Chính phủ, Nhà nước, toàn xã hội chúng ta đổi mới, sự tham gia rất là tích cực, từ chỉ đạo rất quyết liệt của Đảng, lãnh đạo của Nhà nước và của tất cả các cá nhân, tổ chức, xã hội mà chúng ta có những cái thành quả như vậy. Trong suốt thời gian qua thì quả thật là chúng ta đã có rất là nhiều thành quả, chúng ta có nhiều bài học, chúng ta có tổng hợp lên nhiều chiến lược, chúng ta cũng còn đó những cái khó khăn, những hạn chế. Nhưng tôi thấy rằng cái việc mà để bồi dưỡng cũng như là chăm lo và phát huy tài năng trẻ, nó được tổng hợp đến ngày hôm nay qua những tham luận của mọi người. Nó gồm có sự tham gia của cơ quan lãnh đạo, sự tham gia của tổ chức và của chính cá nhân. Đối với cơ quan cấp quản lý, cơ quan lãnh đạo thì thực sự là trong thời gian qua chúng ta thấy có rất là nhiều các chương trình để chúng ta tìm kiếm tài năng từ trong lĩnh vực khoa học, lĩnh vực công nghệ, như chúng ta có rất là nhiều các cuộc thi đường lên đường Olympia, cuộc thi robot, và tất cả những cuộc thi này chúng ta đã có những thành quả rất là đáng để trân trọng. Như cuộc thi robot chúng ta có những cái giải thưởng quốc tế, Olympia chúng ta có chọn ra rất là nhiều các cái gương mặt. Và bên cạnh đó, ít được biết đến hơn những các kỳ thi Olympic, chúng ta có rất nhiều giải quan trọng, giải Olympic huy chương vàng, huy chương bạc, đóng góp rất nhiều những cái giá trị về chất xám cho Việt Nam cũng như cho thế giới. Bên cạnh đó, chúng ta không bỏ quên đó là lĩnh vực thể thao và lĩnh vực văn nghệ. Chúng ta thấy gần đây nhất chính là thành công của đội tuyển U23, mà tiền thân đó là đội tuyển U22. Và
để có một cái thành quả như vậy, chúng ta đã có một quá trình dài rèn rũa và tổ chức rất nhiều các cái giải thiếu niên, thanh thiếu niên, giải thể thao, và bên cạnh đó nó cũng chỉ là một cái phần nổi của tảng băng chìm. Chúng ta sẽ thấy rất nhiều các lĩnh vực khác nữa chúng ta đang làm như vậy. Thì đầu tiên là chúng ta đã có rất là nhiều các cái chương trình để tìm kiếm tài năng, nhưng trong cái bài phát biểu của đại biểu đến từ phía từ Huế, chúng ta thấy rằng đó mới chỉ là một phần, bởi vì tài năng nằm trong mỗi cá nhân và mỗi tập thể, và làm sao để chúng ta phát huy được tài năng của từng cá nhân một, để tất cả những cá nhân này có thể đóng góp cái tài năng của mình vào tập thể nhỏ trước, tập thể lớn sau và toàn xã hội, thì đó cũng là một cái bài toán mà chúng ta không chỉ là những cái thành viên mà chúng ta đại diện ở đây, có vẻ có thể là những người mà được xứng đáng để đại diện cho toàn thể, nhưng chúng ta thực sự không phải là tất cả, chúng ta chỉ mới là một phần, và chúng ta cũng thể chưa phải là những người xuất sắc nhất, mà chúng ta chỉ là những người may mắn được đứng ở đây. Thì cái việc phát huy, phát triển tài năng là như vậy, thì chúng ta làm sao mà chúng ta tôn vinh kịp thời và phù hợp là cái việc mà chúng ta đang làm, và có lẽ trong thời gian tới chúng ta còn sẽ làm tốt hơn nữa. Sau khi mà những cái cá nhân, những cái tập thể, những người mà có tài năng được tôn vinh, tôi nghĩ rằng hiện tại thì Đảng, Chính phủ và Nhà nước cũng như các tổ chức đang triển khai rất là nhiều các cái chương trình rất là tổng thể để có thể sử dụng, phát huy những tài năng này một cách phù hợp, đặt họ vào những cái hoàn cảnh chính xác và tiếp tục thay đổi các chính sách để làm sao mà tất cả các tài năng này không chỉ là ở thời điểm hiện tại mà trong tương lai còn tiếp tục cống hiến đóng góp nhiều hơn nữa cho tổ chức, cho đơn vị và cho toàn xã hội. Về một cái mặt thứ hai mà tôi rất là tâm đắc cái câu nói đến từ đại biểu, đến từ VNPT, chúng ta xây dựng văn hóa sử dụng người tài, thì đây chính là cái vai trò của tổ chức. Đối với gia đình thì là tế bào của xã hội, và tổ chức chính là xã hội thu nhỏ, và mỗi cá nhân chính là mảnh ghép của xã hội đó. Làm sao mà chúng ta có thể sử dụng được người tài, đấy chính là chúng ta xây dựng một cái văn hóa sử dụng người tài. Cái văn hóa này nó quy định bởi hành vi của từng cá nhân trong tập thể, nó quy định về chính sách, chiến lược, và nó tạo nên một cái môi trường để cho những cá nhân có tài năng. Không phải là chỉ là những người tài năng, mà tất cả mỗi cá nhân đều có những tài năng nhất định, và các tài năng đó được phát huy và được rèn rũa, được trưởng thành trong hoàn cảnh khó khăn. Thì đó chính là cái văn hóa mà như đại diện từ VNPT nói, là chúng ta có một cái cách để chúng ta giao nhiệm vụ khó cho những người có năng lực để phát huy được những tài năng. Bên cạnh đó còn rất nhiều những điều khác nữa mà chúng ta còn nhìn nhận thấy được rằng chúng ta phải làm thế nào để xây dựng một cái văn hóa sử dụng tài năng, mà phải lan truyền được cái văn hóa đó không chỉ cho một đơn vị mà cho các đơn vị, không chỉ cho lĩnh vực đơn vị mà chúng ta cho các tỉnh, không chỉ các tỉnh mà chúng ta cho cả nước và cho toàn xã hội. Thì đó là một cái điều mà tôi nghĩ rằng trong buổi ngày hôm nay là chúng ta nhìn nhận được và chúng ta ghi nhận được. Có thể đó cũng chính là điều mà Đại hội Tài năng Trẻ cũng hy vọng đóng góp cho Đảng, Chính phủ và Nhà nước. Cuối cùng thì tôi nói đến vai trò của cá nhân. Đây là chỉ là nói lại những cái điều mà mọi người vừa nói ra. Bởi vì thực ra thì tài năng không phải là do xã hội phát hiện ra. Điều quan trọng nhất, cốt yếu chính là cá nhân phải phát hiện ra năng lực của mình. Khi đã phát hiện ra năng lực của mình rồi thì phải chủ động rèn rũa năng lực của mình để làm sao cái năng lực đó nó được phát huy mức độ tối đa, được trưởng thành trong hoàn cảnh khó khăn. Và hơn tất cả, khi mà trưởng thành rồi thì nó sẽ được ghi nhận, và lúc đó thì mới là cái vai trò của tổ chức, vai trò của đoàn thể và vai trò của xã hội. Nhưng làm thế nào để tài năng đó thực sự là đúng đắn? Tôi nhớ là từ hàng ngàn năm nay chúng ta đều nói là chúng ta phải quan trọng là hiền tài. Hiền tài bao gồm có tài và hiền, tức là lấy cái đức để trị cái tài, để trị quốc, và lấy tài để chúng ta có thể quản lý, để điều hành. Và như vậy thì làm sao mà chúng ta, khi mà chúng ta phát hiện được cái tài năng của mình rồi, thì chúng ta phải đặt nó vào trong những cái tham chiếu rất là quan trọng. Tôi thấy rằng có một số tham chiếu quan trọng. Đầu tiên là đạo đức, thứ hai là văn hóa, và cuối cùng là lợi ích xã hội. Và cái điều này tôi cũng học được rất nhiều từ một đại biểu đến từ Quảng Trị, đại biểu đến từ là người lao động. Và tôi thấy rằng là gì? Chúng ta làm cái gì như vậy, chúng ta phải đặt cái đức lên trước. Chúng ta đặt vào cái văn hóa
nó có phát triển gì, có lợi ích gì cho một cách sự phát triển của khoa học, sự phát triển của một cái nền tảng văn hóa, và nó cuối cùng nó có lợi ích gì cho xã hội. Thì đó chính là cái tham chiếu rất là quan trọng để chúng ta đặt cái tài năng vào đó, chúng ta nói nó có thực sự là tài năng, có hợp lý hay không, và chúng ta thấy có xứng đáng để phát huy hay không. Thì khi mà chúng ta một cá nhân, chúng ta tìm được năng lực của mình, đặt vào tham chiếu, thấy nó rất là xứng đáng, và chúng ta có đủ năng lực để chúng ta rèn rũa, chúng ta vượt qua khó khăn. Và tôi tin rằng đó sẽ là những cái giá trị cốt lõi, nó chính là tế bào rất là tốt để cho một tập thể, để cho một xã hội, để cho cả đất nước chúng ta sẽ đứng lên phát triển trong giai đoạn mới. Và sau đây thì tôi cũng xin được cảm ơn tất cả mọi người đã cho tôi được những cái ý kiến rất là sát đáng. Và qua đây thì tôi cũng xin phép được thay mặt tất cả mọi người được gửi lên một cái phần tóm tắt, có thể là chưa phải là tất cả những cái gì mọi người mong muốn, nhưng có thể nó là phần đại diện để có thể là chúng ta có tiếng nói của diễn đàn số 3 ngày hôm nay. Vâng, xin trân trọng cảm ơn tất cả mọi người. Và sau đây thì cũng xin phép được trân trọng cảm ơn Trung ương đoàn cũng như là các đơn vị tổ chức đã tổ chức một cái chương trình rất là tuyệt vời để tất cả những tài năng trẻ có thể đã đóng góp được phần nào đó cho xã hội, và hôm nay được ghi nhận, vừa được đến đây, được gặp mặt nhau và tiếp tục có những cái ý kiến, những ý tưởng và có những động lực lớn hơn nữa để đóng góp nhiều hơn nữa. Mặc dù là tuổi trẻ thì còn những cái đóng góp còn hạn chế, còn nhỏ bé, mà tôi hy vọng là trong tương lai mỗi người trẻ sẽ trở thành người trưởng thành, mỗi người trưởng thành sẽ là tế bào đích thực của xã hội, và mong việc đó sẽ làm cho xã hội chúng ta tốt hơn. Và nếu được thì xin phép tất cả mọi người chụp một kiểu ảnh chung sau khi chúng ta kết thúc ạ. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Xin mời các vị đại biểu khách quý cùng với toàn thể các đồng chí chúng ta di chuyển lên bục để chụp một kiểu ảnh lưu niệm với diễn đàn số 3. Xin trân trọng kính mời ạ.